Xin chào mọi người, lại là súp lơ của các bạn đây. Hôm nay, súp lơ sẽ đem đến cho các bạn một bộ xuyên không mới ra lò. Không dài dòng nữa, mời các bạn đón xem cùng súp lơ nhé. Anh Long Dương, thí nghiệm bia sinh học Alpha lần này, tỷ lệ tử vong gần 100%, anh có chắc chắn chấp nhận thí nghiệm không? Chuẩn bị phẫu thuật. Công ty phá sản, hôn thê cũng tiền bỏ trốn, và một tai nạn xe còn cướp đi đôi chân của tôi. Một kẻ vô dụng như tôi, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Báo cáo, nhịp tim của đối tượng thí nghiệm về không? Đã chết. Lại thất bại rồi, chẳng lẽ não của con người thật sự không có cách nào chịu đựng được như lao phở sao? Đây là đâu vậy? Mình đã không chết sao? Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Khoan đã, chân mình đã khỏi rồi. Mình không còn là người tàn tật nữa, đã đến giờ hành hình, tử tù Lâm Dương, xử công khai để làm gương, chém đầu. Này, khoan đã, tội phạm Lâm Dương, sắp chết đến nơi rồi, còn gì muốn nói không? Thưa đại nhân, ta có thể hỏi một câu, ta đã phạm tội gì mà phải chặt đầu? Ngươi đã xâm hại thiếu nữ, tội ác tày trời. Theo luật đại thuấn, đó là tội chết, còn dám giả ngu. Đại thuấn, người xâm hại. Vũ Dương đại thuấn, lấy võ lập quốc, tử phẩm võ phu. Ta tên Lâm Dương, nghe nói Thanh Huyền bị ốm. Ta tình nguyện làm rể quý của cô ấy để mang may mắn đến cho cô ấy. Bệnh tình của tiểu thư đã thuyên giảm, tên ngốc Lâm Dương đó, sao vẫn còn lì lợm ở lại phủ không chịu đi? Tiểu thư nhà ta có phải là đường đường là con gái thừa tướng đâu? Chẳng lẽ tên ngốc đó thật sự muốn làm chàng rể của chúng ta? Nương tử, ai cho ngươi vào đây? Ra ngoài cho ta. Lâm Dương, đệ đệ hiền nhi của ta gây chuyện bên ngoài, ngươi đã thích ta như vậy, chi bằng thay đệ đệ ta chịu tội đi. Ta, đây là cái kiểu rể rùa gì vậy? Nói năng làm nhạc, rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Người đâu, hành hình. Khoan đã, to gan. Rõ ràng là đang đùa cợt bản quan. Hành hình, ta xin dùng vạn lượng vàng đổi lấy mạng sống. Ta xin dùng vạn lượng vàng đổi lấy mạng sống. Vạn lượng vàng? Không phải ngươi, ngươi bất quá chỉ là một kẻ ăn bám, làm sao có thể có vạn lượng vàng được? Rõ ràng là đang nói bậy, đùa cợt bản quan. Thưa đại nhân, dù ta là rể ăn bám, nhưng cũng là rể của phủ tể tướng mà. Những năm qua, tích góp được không ít tiền bạc. Chỉ cần đại nhân khoan hồng tha mạng cho kẻ hèn này, vạn lượng vàng đó sẽ dâng hết lên. Tên ngốc này có vẻ thật sự có chút tích lũy. Đợi lấy được tiền rồi chém hắn cũng chưa muộn. Được, vậy bản quan tạm tha mạng cho ngươi. Đa tạ đại nhân, tha mạng cho kẻ hèn này. Tin ngươi mới có quỷ. Nghe rằng lấy được tiền, ngươi sẽ lập tức chém ta. Muốn chi ta còn chẳng có tiền. Người đâu? Người đâu? Đi cởi trói cho hắn, đi cùng hắn lấy tiền về. Nếu hắn dám giở trò, tức xử tại chỗ. Đôi chân của ta cuối cùng cũng có thể đi lại như người bình thường. Lề mề cái gì vậy? Nói ra các người không tin đâu. Đôi chân vừa mới mọc ra, dùng vẫn chưa quen. Tiểu tử, ngươi giấu tiền ở đâu? Bây giờ vẫn chưa tới. Ở ngay phía trước. Đừng có mánh khóe, ngươi là trọng phạm. Nếu dám trốn, họa liên lụy ba họ, thiên hạ truy nã. Yên tâm, ta có ngu đâu. Tuy dùng vàng tạm thời thoát thân, nhưng hôm nay không giải quyết tên đòi mạng này, vẫn không bảo toàn được tính mạng. Trưởng công chúa Khải Hoàn về chiều. Người không liên quan mau tránh đường. Trưởng công chúa đã về. 3 năm trước gặp công chúa một lần, chúng ta thật sự kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt trần. Không biết công chúa bây giờ phong thái ra sao. Đừng nói chuyện, đừng động đậy, nếu không sẽ giết ngươi. Tham kiến công chúa. Đây chính là thần chiến đại thuấn, công chúa Triệu Tuyết Họa. Lại xinh đẹp đến thế này, thật là một mỹ nhân gợi cảm lạnh lùng. Đây là cái lao phở, tích hợp kiến thức và ký ức của hàng nghìn năm cổ kim. Hóa ra thí nghiệm của ta không phải là lừa đảo, ta thật sự đã trở thành người đầu tiên được cấy ghép thành công. Quả thật là đúng lúc cần gối thì gối đến. Khoan đã, công chúa, ta có điều muốn nói. Ngươi là ai? Sao dám cản trở ta? Ngươi có bệnh. Ngươi nói gì vậy?
Láo xược, ngươi dám sỉ nhục trưởng công chúa, tội chết. Công chúa, gần đây người có bị tức ngực, đau đầu không, và thường xuyên mất ngủ, sao ngươi biết được? Và gần đây càng trở nên nghiêm trọng, thường xuyên đổ mồ hôi và mơ nhiều, và thường xuyên gặp ác mộng. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao biết những điều này? Ta thấy hắn mặt mũi xấu xí, nhìn là biết không phải người tốt. Ta mặt mũi xấu xí á? Ngươi có thẩm mỹ không vậy? Công chúa, ta không chỉ biết, ta còn có thể chữa khỏi bệnh cho người. Công chúa, kẻ này là tội phạm nặng đã xâm hại thiếu nữ, sắp bị xử tử. Những lời hắn vừa nói, công chúa đừng tin. Xâm hại thiếu nữ, thứ hèn hạ như vậy còn dám chạy đến trước mặt công chúa làm trò. Người này sức mạnh ghê gớm quá, chẳng lẽ đây là sức mạnh của võ phu cửu phẩm sao? Mau kéo hắn đi, đừng làm bẩn mắt công chúa nhà ta. Vâng. Công chúa, ta thật sự bị oan, ta thề với trời, ta có thể chữa khỏi bệnh cho người, nhưng để đổi lại, xin công chúa hãy giúp ta rửa sạch oan ức. Ta bị oan. Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi, dám nói thêm nữa, ta sẽ đánh vỡ mồm ngươi. Ngươi nói ngươi bị oan, có bằng chứng không? Thưa công chúa, ta xin đối chất tại công đường, nếu thật sự là ta làm, ta xin tự sát tại chỗ, nếu không phải ta làm, xin công chúa hãy chủ trì công đạo cho ta, trả lại sự trong sạch cho ta. Lạc Hà, ngươi dẫn người về cung trước, Phi Sương, dẫn hắn đến hình bộ đại đường. Vâng. Đi. Nếu ngươi dám nói nửa lời giả dối, ta sẽ lột da rút xương ngươi. Đi. Này không phải, này cô xinh đẹp, cô không thấy tư thế này rất kỳ cục sao? Công chúa, bệnh của người ấy thật sự chỉ có ta mới chữa được, dám nói thêm một chữ nữa, đưa ngươi về pháp trường. Tỷ, sẽ không có vấn đề gì chứ? Chỉ cần đầu tên ngốc đó rơi xuống đất, vụ án này coi như kết thúc. Tất cả mọi người trên thiên hạ chỉ sẽ nghĩ rằng kẻ phạm tội là Lâm Dương, không phải là đệ. Vậy thì tốt, người phụ nữ đó chỉ là một dân thường hèn hạ. Ta muốn ngủ với cô ta, đó là vinh hạnh của cô ta, còn dám phản kháng, thật đáng chết. Được rồi, chỉ là một dân thường thôi, chết thì chết. Chỉ cần đổ hết mọi chuyện lên đầu Lâm Dương, đệ sẽ an toàn. Nhưng lần này tên ngốc Lâm Dương ấy thật sự là dùng hết công dụng, một là có thể thay ta chịu tội, hai là thì cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn. Quả là một công đôi việc. Tiểu thư, có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Cuống cuồng làm gì? Tiểu thư, Lâm Dương hắn không chết, hắn được trưởng công chúa cứu xuống. Ngươi nói cái gì? Hơn nữa trưởng công chúa còn nói vụ án này có quá nhiều điểm đáng ngờ, cô ấy muốn xét xử lại vụ án này. Tĩnh An công chúa đã về rồi. Tỷ, trưởng công chúa này vốn ghét cái ác như kẻ thù, nếu Lâm Dương nói ra điều gì, có khi nào liên lụy đến cả phủ thừa tướng chúng ta không? Hoảng cái gì thế này, bây giờ đệ lập tức đi báo tin cho Phạm Văn, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng. Xuân Nhi đi theo ta đến hình bộ đại đường. Ta đã nhận tội rồi. Im ngay, đừng có vu oan giá họa cho người khác. Ngươi đang thay ai chịu tội? Thay phủ thừa tướng. Lâm Dương, tại công đường sao dám nói năng bừa bãi? Lâm Dương, ta thật sự quá thất vọng với ngươi, ngươi phạm tội nặng như vậy, không thành tâm hối cải, lại còn dám làm loạn trước mặt công chúa. Công chúa, Phạm đại nhân. Lâm Dương vô lễ, kiện nữ xin dẫn hắn đến tạ tội với hai vị. Ngươi là ai, sao dám tự tiện xông vào công đường? Thưa công chúa, kiện nữ là Bạch Thanh Huyền của phủ thừa tướng. Lâm Dương vốn là dì ăn bám của tiện nữ, hắn sinh ra đã ngu ngốc điên loạn, kiện nữ luôn cố gắng bao dung, nào ngờ hắn lại mượn danh nghĩa phủ thừa tướng để làm chuyện xấu xa, thậm chí còn gây chết ba mạng người. Kiện nữ mới đau lòng quyết định đưa hắn đến đây tự thú. Bạch đại tiểu thư vì đại nghĩa mà diệt thân, thật là nữ tử hiếm có trên đời. Lâm Dương, có đúng như cô ta nói không? Gặp đối thủ rồi đấy. Người phụ nữ này thật giỏi đảo lộn đen trắng. Bạch Thanh Huyền, ta nhận tội hay thay người khác chịu tội? Trong lòng ngươi không rõ sao? Lâm Dương, ta biết ngươi, vì ta không bảo vệ ngươi nên cố ý nói như vậy. Thôi được, tranh cãi miệng lưỡi vô ích. Công chúa, tiện nữ có bằng chứng có thể chứng minh việc này chính là do Lâm Dương gây ra. Bằng chứng gì? Nhân chứng. Lâm Dương, ngươi có dám đối chất với nhân chứng tại công đường không? Có gì mà không dám? Ăn như vậy. Phạm Văn, dạ. Người đâu, chuyển nhân chứng lên công đường. Dân phụ họ Nguyên xin bái kiến các vị đại nhân. Người quỳ dưới công đường có quan hệ gì với người chết? Dân phụ là mẹ của Nguyên Dung. Vậy ngươi có nhận ra kẻ hại chết con gái ngươi không? Ta nhận ra. Không ổn. Tốt, đã nhận ra rồi. Vậy bản quan hỏi ngươi, nam tử dưới công đường có phải là kẻ giết hại con gái ngươi không? Tham kiến trưởng công chúa. Đứng dậy đi. Bản cung hôm nay đến đây là vì có người giữa phố kêu oan, cần Phạm đại nhân thẩm tra. Giữa phố kêu oan. Vào đi. Phạm đại nhân, lại gặp nhau rồi. Lâm Dương, chính là tại hạ. Tiểu tử, ngươi dám đùa cợt bản quan. Đại nhân, ta không lấy ra được vạn lượng vàng, nhưng công chúa lấy ra được, làm sao có thể coi là đùa cợt đại nhân được? Vậy chúng ta cứ đợi xem. Được. Phạm đại nhân, ngươi có biết người này không? Thưa công chúa,
đương nhiên là biết người này là trọng phạm của hình bộ chúng ta, sắp bị chém đầu. Hạ quan đang định bắt giữ, không ngờ bị công chúa bắt được. Người đâu, kéo tên này xuống, xử tử tại chỗ. Khoan đã, Phạm đại nhân, ta đến đây để kêu oan. Lâm Dương, cất đi cái thông minh nhỏ nhặt của ngươi. Lần này, bản quan tuyệt đối không để ngươi chạy thoát nữa. Đem đi, Phạm đại nhân. Chính bản cung dẫn hắn đến đây kêu oan. Ngươi chỉ cần xét xử công bằng là được. Công chúa điện hạ, ngươi có điều không biết. Vụ án của Lâm Dương là bằng chứng rõ ràng, tuyệt đối không có chuyện oan ức gì. Lâm Dương, ngươi dám lừa dối trưởng công chúa, coi như tội khi quân. Chưa bắt đầu thẩm tra, Phạm đại nhân đã gán cho ta một cái mũ to như vậy, ta sợ quá. Sao, ngươi còn không phục à? Vậy bản quan hỏi ngươi, ngươi dám nói, 3 ngày trước, bắt cóc thiếu nữ Nguyên Dung, cưỡng ép đem về phủ và hãm hại đến chết. Không phải là ngươi sao, ngươi dám nói, ta và anh của Nguyên Dung đến phủ ngươi đòi công đạo, bị đánh chết tươi, không phải là ngươi sao? Bản cung tội vẫn còn đây, ngươi dám nói tất cả những điều này không phải ngươi làm sao? Đúng vậy, ta đã nhận tội. Công chúa, hắn đã nhận tội. Chẳng lẽ ngươi đang đùa cợt bản cung? Nguyên phu nhân, chúng ta chưa từng gặp nhau phải không? Đại nhân đang hỏi ngươi đấy, ngươi đừng quên. Ngươi có 2 đứa con gái, đã bị hại chết 1 đứa rồi. Nếu không muốn đứa còn lại cũng gặp chuyện, thì mau chóng chỉ ra kẻ thật sự gây tội để hắn chịu pháp luật. Bạch Thanh Huyền, ngươi đang đe dọa nhân chứng làm chứng giả. Ngươi nói gì vậy? Ta chỉ đang nói sự thật thôi. Đại nhân, đúng vậy, chính là hắn. Chính hắn đã hại chết con gái ta. Chồng và con trai ta chạy đến công đường đòi công đạo, lại bị hắn đánh chết tươi. Nguyên phu nhân, ngươi tốt, đã như vậy, vậy ngươi hãy lui xuống trước đi. Lâm Dương, mẹ của nạn nhân đích thân chỉ ra ngươi là hung thủ. Ngươi còn gì để nói nữa? Chưa từng thấy ai mặt dày như các ngươi. Ngươi có mắt đều thấy được, bà ta bị các ngươi đe dọa. Chỉ dựa vào điều này mà các ngươi muốn bắt ta nhận tội sao? Láo xược, ai đe dọa bà ta, nói bậy bạ. Lâm Dương, đến nước này rồi, ngươi vẫn không biết hối cải. Được, vậy ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Phạm đại nhân, tiện nữ còn có bằng chứng, đem thi thể lên công đường. Có đồng phạm của Lâm Dương là Bạch Lục. Được. Phạm nhân Bạch Lục, tiểu nhân có mặt, bản quan hỏi ngươi, ngươi cùng Lâm Dương gặp Nguyên Dung trên đường, thấy sắc sinh tình, cưỡng ép bắt về phủ, hãm hại đến chết, có đúng sự thật không? Bạch Lục, người chết đang ở trên, ngươi đảo lộn đen trắng như vậy, không sợ ban đêm ma gõ cửa sao? Thiếu gia, những gì ta nói đều là sự thật. Sợ gì chứ? To gan, ngươi mới đang đe dọa nhân chứng. Bạch Lục, ngươi tiếp tục nói đi, kể chi tiết sự việc đã xảy ra. Đúng đúng đúng, đại nhân, ta là người hầu tiểu thư ban cho thiếu gia. Ngày đó ta và thiếu gia ra phố, thiếu gia vừa nhìn đã thích cô gái nhà họ Nguyên này, còn bảo ta đưa về phủ. Ngày hôm đó đã ngủ với cô ta, nhưng cô gái này tính khí mạnh mẽ, vừa khóc vừa la, còn nói sẽ báo quan. Thiếu gia sợ hãi liền lấy dao, chính là con dao của ta, một nhát đã giết chết. Đại nhân gì, lũ xúc sinh này mới độ tuổi như hoa lại phải chịu đối xử như vậy. Người đâu, đem hung khí kẻ phạm tội sử dụng đến so sánh rõ. Đó là Lâm Dương, nhân chứng vật chứng đều đủ. Lần này ngươi còn gì để nói? Thiếu gia, ngài cứ nhận đi, tất cả đều do ngài làm, ngài không thể chạy thoát. Lâm Dương, ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy, khiến cả một gia đình tan nát. Nếu ngươi còn chút lương tâm, thì nên tự thú, để người chết được an lòng. Lâm Dương, ngươi không phải muốn chứng minh mình vô tội sao? Sao bây giờ không nói gì? Công chúa điện hạ, kẻ này tội ác tày trời, xem ra đã không còn gì để nói. Hạ thần cho rằng vẫn giữ nguyên phán quyết cũ, chém đầu lập tức. Xin công chúa điện hạ hạ chỉ. Các ngươi nghĩ đã nắm chắc ta rồi sao? Lâm Dương, đến nước này rồi, ngươi còn muốn quanh co? Trừ phi ngươi có thể khiến thi thể nói chuyện, để nó tự miệng nói với bản quan hung thủ không phải là ngươi. Nếu không, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Được, vậy ta sẽ khiến thi thể nói chuyện. Tốt, vậy ta sẽ khiến thi thể nói chuyện. Lâm Dương, ngươi biết mình đang nói gì không? Không nên bàn về chuyện quái dị, e là đã mắc bệnh tâm thần. Lâm Dương, ngươi mau nhận tội đi, đừng nói nhảm nữa. Nhận tội? Cha ngươi nhận tội, ta không thể nhận tội. Phạm đại nhân, ngài vừa nói cô gái này bị ta chém chết, bằng chứng xác đáng, ngươi còn muốn quanh co? Ta hỏi ngài lần nữa, cô gái này chết vì vết thương do dao, bằng chứng rõ ràng. Nói bậy, cô gái này hoàn toàn không chết vì vết thương do dao, mà bị người ta bóp cổ chết. Không thể nào, hắn làm sao biết được? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì? Không thể nào, hắn chỉ là một tên ngốc, hắn sẽ không phát hiện ra gì cả. Ngươi nói Nguyên Dung bị bóp cổ chết, có bằng chứng không? Đương nhiên là có, ta đã không nói là sẽ khiến thi thể này nói chuyện sao? Xin phiền công chúa cho người chuẩn bị nước nóng, giấm trắng, nước gừng và khăn trắng. Lâm Dương, ngươi định làm gì? Theo ta thấy, hắn chỉ đang kéo dài thời gian, tự biện hộ cho mình.
to gan, Lâm Dương, ngươi định làm gì? Lâm Dương, ngươi muốn xúc phạm thi thể sao? Thật là kẻ dâm thấy dâm, mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn. Mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn. Công chúa, đây là dấu vân tay. Của nạn nhân có vết bầm, đáy mắt có chấm đỏ, mặt có màu xanh tím. Phù hợp với đặc điểm chết do ngạt thở cơ học. Nói cách khác, Nguyên Dung chắc chắn bị người ta bóp cổ chết. Sao có thể như vậy được? Lâm Dương, dù cô ta không chết vì vết thương do dao, nhưng ngươi biết rõ nguyên nhân cái chết của cô ta như vậy, chẳng lẽ không đủ để chứng minh cô ta bị chính tay ngươi bóp cổ chết sao? Bạch Thanh Huyền, não là thứ tốt. Đáng tiếc là ngươi không có. Dấu tay nhỏ hơn bàn tay một nắm đấm, hắn không phải hung thủ. Đã như vậy, Phạm đại nhân, Bạch đại tiểu thư còn gì để nói không? Kiện nữ không còn gì để nói, đã vậy, bản cung phán Lâm Dương vô tội, thả ngay tại tòa. Bạch gia Bạch Lục làm chứng giả, đánh 30 triệu, oan uổng quá, ta đây. Phạm Văn, thần có mặt, phán án không rõ ràng, giáng chức ba cấp cho ngươi 10 ngày bắt được hung thủ thật. Nếu không, đem đầu đến gặp ta, thần tuân chỉ. Bạch đại tiểu thư, đổ cho ta một gáo nước bẩn lớn như vậy, định đi luôn sao? Ngươi muốn thế nào, ít nhất cũng phải xin lỗi chứ. Xin lỗi Lâm Dương, có vẻ như chuyện này ta đã hiểu lầm ngươi. Vậy Bạch đại tiểu thư, lời xin lỗi của ngươi ta nhận. Lần sau cần chú ý hơn đấy, ngươi không biết còn tự, ngươi cố tình vu oan cho ta. Phu quân, đã giải tỏa hiểu lầm rồi, vậy có thể cùng ta về nhà không? Phụ thân và Hiền Nhi đều rất nhớ chàng, nếu biết chàng bị quan, chắc chắn sẽ rất vui. Về nhà, về phủ thủ tướng à, vậy thì không cần đâu. Phu quân nói gì vậy? Chàng vốn là người ta cưới về đàng hoàng, không về nhà thì đi đâu? Về với nàng ta e rằng ta không sống nổi. Xuân Nhi, mau vào hầu hạ thiếu gia đi. Thiếu gia, lại là một võ phu, người phụ nữ này muốn cứng rắn. Xin mời. Thật lớn. Âm mưu thật lớn. Ngươi muốn vu oan giá họa không thành, giờ lại muốn dùng kế mỹ nhân. Mơ đi, Lâm Dương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Ta muốn bỏ cô. Bạch Thanh Huyền, cô không giữ đạo vợ chồng, lòng dạ độc ác. Hôm nay ta Lâm Dương sẽ bỏ cô ngay tại công đường. Lâm Dương, ngươi nói lại xem. Ta nói ta muốn bỏ cô. Ngươi bất quá chỉ là một kẻ nhà nghèo, có tư cách gì dám bỏ ta? Rời khỏi phủ thừa tướng ngươi sống không nổi đâu. Đúng lúc ta Lâm Dương cũng không phải là người độ lượng. Cô muốn đẩy ta vào chỗ chết thì phải chuẩn bị tinh thần bị ta trả thù. Vậy xem ai cười được đến cuối cùng. Được, cứ đợi đấy. Lần này, ngươi coi như đã đắc tội chết với phủ thừa tướng rồi. Phải biết rằng Bạch thừa tướng quyền lực khắp triều đình, vương vương đối với ái nữ Bạch Thanh Huyền này lại càng cương triều vô cùng. Ngươi nên cẩn thận đấy. Vì vậy ta định ôm một cái đùi to hơn. Này, bấm đốt ngón tay tính toán. Công chúa, ta và người có một đoạn duyên phận đấy. Được lắm Lâm Dương, ta muốn xem trưởng công chúa có thể bảo vệ ngươi được bao lâu. Tiểu thư có muốn phái người đêm nay đưa Lâm Dương về không? Ta muốn cho cả thiên hạ biết, kẻ đắc tội với phủ thừa tướng ta tuyệt đối không thể sống sót. Vâng. Này công chúa, người thật sự không cân nhắc sao? Ta thấy chúng ta rất hợp nhau mà. Phi Sương, tên đàng điếm, ngươi dám tiến tới nữa. Công chúa, vậy cái này không được. Vậy ngươi cho ta mượn Phi Sương. Biết phủ thừa tướng sẽ đến đòi mạng ngươi. Phi Sương, 3 ngày này ngươi đi theo hắn. Công chúa, chúng ta sẽ gặp lại, và ngươi sẽ cần đến ta. Cứ mơ mộng đi. Công chúa nhà ta là thân phận gì, còn cần đến ngươi sao? Không tin cứ đợi đấy. Về nhà, công tử xin dừng bước. Ngươi là ai? Đây là làm gì vậy? Mau 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 đứng dậy. Công tử, ta là Nguyên Lạc, mẹ ta nhất thời mê muội, bị người khác xúi dục chỉ định công tử, giết hại chết công tử. Chúng ta có lỗi với công tử, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Này, đứng dậy đi. Đều là người khổ cực, cũng không trách các ngươi. Đi đi. Đa tạ công tử. Đi chậm thôi. Ngươi là đàn ông, sao không có chút sức lực nào vậy? Thật vô dụng. Phi Sương muội muội, nghe nói võ công đại thuấn các ngươi chia thành 9 phẩm. Vậy ngươi là mấy phẩm? Bản cô nương 6 tuổi tập võ, 7 tuổi đột phá cửu phẩm, hiện giờ đã là cảnh giới ngũ phẩm. Ngũ phẩm? Vậy công chúa là mấy phẩm? Nghe nói người là cao thủ đệ nhất đại thuấn các ngươi. Chuyện của công chúa ngươi đừng hỏi nhiều, mau đi. Cha mẹ về rồi. Cẩn thận. Cha mẹ. Cha mẹ đừng sợ. Ngươi là ai? Sao lại lén lút ở đây? Cao thủ ngũ phẩm. Không ngờ bên cạnh tên vô dụng này lại có cao thủ như vậy bảo vệ hắn. Bạch Thanh Huyền phái ngươi đến phải không? Lâm Dương, tránh được đầu tháng không tránh được giữa tháng đâu. Ta sẽ quay lại. Phi Sương, giết hắn đi. Sao không giết hắn? Ta chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ ngươi, không phải là tay sai của ngươi. Ra lệnh cho ta, ngươi không có tư cách. Vậy ta sẽ cho ngươi thấy
Trong vòng 3 ngày, ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục, gọi ta là chủ nhân, nói khoác không biết ngượng. Đây là tách gân lệch xương, tay có thể khiến xương cốt dịch chuyển, trừ phi là ngự y trong cung, nếu không sẽ không ai cứu được, e rằng chân của cha ngươi đã tàn phế rồi. Tách gì mà tách? Đây chẳng phải là trật khớp sao? Tiếng đàn của mỹ nhân cũng hay, điệu múa của mỹ nhân cũng đẹp. Như thần Triệu Tuyết Hòa tham kiến phụ hoàng vạn phúc Kim An. Đúng là công chúa Tĩnh An của trẫm đã về rồi, tốt lắm. Phụ hoàng, chiến sự biên cương rất gấp, không biết lúc này Triệu Nhi thần về kinh là có việc gì gấp, căng thẳng cái gì mà căng thẳng. Bạch thừa tướng và các đại thần đều đã báo với trẫm rồi, biên cương này một mảnh thái bình. Ngược lại con là một cô gái, dẫn binh đánh giết, còn ra thể thống gì nữa, bạch thừa tướng. Phụ hoàng, Bắc Nhung ham he nhỏ nó, binh sĩ biên cương lại thiếu. Gần đây có nhiều đại thần dâng sớ tấu hạc con, cho rằng con là một phụ nữ, nên ở nhà phụ giúp chồng dạy dỗ con cái, không nên chạy đông chạy tây, xuất đầu lộ diện. Bạch thừa tướng và các đại thần đã bàn bạc, cho rằng con cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Chấm quyết định 3 ngày sau sẽ chọn một người chồng tốt trong các đại thần triều đình làm phò mã cho con. Phụ hoàng, chiến sự chưa yên, đất nước chưa định, trong lòng nhi thần không có tình cảm nam nữ. Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh, con không có tình cảm nam nữ. Hay là không buông được quyền binh trong tay? Đúng vậy, sao? Con muốn gả mái gáy sáng à? Không được. Tốt. Nhi thần đồng ý với phụ hoàng, 3 ngày sau sẽ chọn phò mã, thế mới phải chứ. Phụ nữ đừng nên có quá nhiều suy nghĩ. Chọn phò mã được, nhưng nhi thần có một điều kiện. Chuẩn rồi, miễn là con chịu lấy chồng. Điều kiện gì chấm cũng đồng ý. Nhi thần muốn chiêu mộ phò mã khắp thiên hạ, và do chính nhi thần tự chọn lựa. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, ngươi đến đây làm gì, cha mẹ ngươi vẫn còn ở nhà. Ngươi không sợ phủ thừa tướng trả thù sao, gấp cái gì, xem này, cách giải quyết đã đến rồi. Các vị, công chúa hướng về thiên hạ, chưa hiền nạp sĩ, người có trí đều có thể đến đây ghi danh. Dư cơ, công chúa muốn chọn phò mã, lại còn hướng về bách tính, làm sao có thể được. Xem đi, này, ta đã nói mà, chỉ cần ta trở thành phò mã, người đâu? Tên gì? Lâm Dương. Lâm Dương à Lâm Dương, ngươi thật là không từ bỏ ý đồ xấu xa, lại chạy đến đây ghi danh. Sao? Ngươi cũng muốn làm phò mã à? Ngươi một kẻ ngay cả trường học khai sáng cũng chưa tốt nghiệp, một tên ngốc cũng dám đến đây giả làm tài tử ghi danh. Không sợ ở trước mặt hoàng thượng mất mặt, mất đầu sao? Đây không phải là tên ngốc đã đến chúc mừng bạch tiểu thư sao? Phải đấy, nghe nói gây chuyện bị đuổi khỏi phủ thừa tướng, không ngờ lại chạy đến đây làm phò mã. Chỉ là một tên ngốc như hắn, được bạch tiểu thư coi trọng đã là rất tốt rồi, lại còn muốn bám vào trưởng công chúa. Bạch công tử, sao ngài lại đến đây? Công chúa này hướng về bách tính chiêu mộ phò mã, vốn chỉ là ý đùa giỡn thôi, hãy hủy bỏ tất cả những người đã ghi danh cho ta. Vâng vâng vâng, hạ quan lập tức phái người rút đi. Bạch Hiền, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Không có không có, bạch công tử không làm gì cả, hạ quan cũng chẳng nghe thấy gì, chỉ là hôm nay nhà hạ quan có việc gấp, nên mới hủy bỏ việc ghi danh. Nghe thấy chưa? Tưởng rằng ai cũng ngốc như ngươi à, ngươi là cái thá gì? Cũng dám đe dọa ta. Lâm Dương, ngươi không phải rất muốn cái này sao? Được, ta cho ngươi đây. Đi nhặt đi, mau nhặt nó lên. Ngươi, ngươi sao không đi nhặt? Ngươi là, sớm chết thay ta là tốt rồi. Nhất định phải sống để chịu tội, chỉ có mạng hèn như ngươi, chỉ xứng làm chuột, mãi mãi sống trong cống rãnh. Bạch công tử nói đúng lắm. Bạch công tử đi thong thả, thật là xui xẻo. Loại người như ngươi cũng đòi đấu với phủ thừa tướng, không biết tự lượng sức mình. Lý đại nhân, vợ ngài hôm nay cãi nhau với ngài, ngài thường xuyên bị đau lưng mỏi gối, tứ chi lạnh lẽo, có tâm mà không có lực. Sáng nay thức dậy, ngài chóng mặt, ù tai, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sao ngươi biết được? Không biết ngài có từng nghe qua thận bảo phiến không? Công chúa Phi Sương, sao ngươi lại về rồi? Hôm nay không phải là ngày cuối cùng sao? Đừng quản người đó nữa. Công chúa, ta thấy trên phố có thông báo ngài muốn chọn phò mã, là thật sao? Đám lão thần đó cho rằng ta là nữ nhi, nhưng lại khoác công huân, nắm giữ binh phủ, không hợp lễ giáo, vì thế muốn ta chọn một phò mã, sống cuộc đời phụ giúp chồng dạy dỗ con cái, quá đáng quá. Những năm qua nếu không phải ngài trấn thủ biên cương, làm sao họ có thể sống những ngày tháng tốt đẹp? Bây giờ thì hay rồi, ông xong bỏ đi, lại còn dùng chuyện này để uy hiếp ngài, đó là chuyện thường tình thôi. Vậy hoàng đế cũng đồng ý với suy nghĩ của họ sao? Ông ấy là cha của ngài mà.
trong cung điện làm gì có tình thân gì để nói. Ông ấy cũng sợ ta công cao át chủ, sợ cái ghế dưới mông ông ấy ngồi không vững. Công chúa, trong thiên hạ này làm gì có nam tử nào xứng với người, hơn nữa lại chọn phò mã từ dân gian, chẳng phải đang làm nhục người sao? Không, đây là ý của ta. Nếu họ muốn chơi, thì ta sẽ cho cả thiên hạ tham gia. Hơn nữa, con cháu trong triều đều là một lũ bất tài vô dụng, thèm thuồng binh phủ trong tay ta, muốn khống chế ta trong tay họ. Ta sao có thể để họ như ý, bắt ta chọn phò mã? Được thôi, nhưng phải chọn người ta muốn. Công chúa chẳng lẽ nói ta định để Lạc Hà tham gia? Hắn là thống lĩnh thị vệ, văn võ song toàn, hơn nữa còn là người của chúng ta. Công chúa, thuộc hạ nhất định sẽ hết sức. Hôm nay công chúa Chiêu Hiền nạp sĩ, được gặp các vị tuấn kiệt đại thuấn ở đây, trẫm rất vui lòng, hy vọng các khanh đều có thể thi thố tài năng, phát huy quốc uy. Trưởng công chúa quả thật phong hoa tuyệt đại, ta nhất định phải trở thành phò mã, chiếm được trái tim nàng. Chỉ với ngươi thôi mà cũng dám không tự lượng sức, trưởng công chúa là của ta. Hôm nay thi đấu chia làm hai vòng văn võ, vòng đầu tiên là thi văn. Được, bây giờ bắt đầu, lấy một nén hương làm thời gian, lấy phong hoa tuyết nguyệt làm đề, các tài tử có thể lên trước ngâm thơ so tài. Cái gì, chỉ có thời gian một nén hương thôi sao? Tiểu nhân xin hiến cái giờ. Gió thổi khi phấn hoa bay, tuyết rơi khi trăng có viền, như si như say, như thơ như họa. Đây là thơ gì vậy? Chẳng ra gì cả, lui xuống đi, tại hạ Lạc Hà. Thơ rượu cờ đàn, gió hoa tuyết trăng, đời này đáng nhớ nhất. Ý cảnh cũng khá phù hợp đấy, cũng không tệ, nhưng theo trẫm thấy vẫn chưa đủ xuất sắc. Có tấm gương Lạc Hà đại nhân trước mắt, học sinh mạo muội lên thử một phen. Gió xuân ấm áp sông băng tan, hoa hè rực rỡ khiến má hồng. Trong thu say đắm đàn tỳ bà, tuyết đông mai lạnh thấu xương hương. Bài thơ hay quá, phong hoa tuyết nguyệt, không sót chữ nào, còn bao gồm cả phong cảnh bốn mùa khác nhau, thật sự quá đẹp. Không tệ, không hổ danh là con trai tể tướng, học vấn uyên thâm. Bài thơ này tuyệt diệu, hoàng thượng quá khen rồi. Tại hạ ngưỡng mộ công chúa đã lâu, vì cuộc tuyển chọn này đã chuẩn bị nhiều ngày rồi. Bạch Hiền là thế tử phủ tể tướng, tài hoa xuất chúng, không ai sánh bằng. Theo trẫm thấy, hắn là ứng cử viên phò mã thích hợp nhất. Vâng, thời gian chưa hết, còn ai muốn lên thi đấu không? Đã như vậy, vậy trẫm tuyên bố Xuân Lâm Hoa Đa Mị. Ai đang ngâm thơ ở ngoài vậy? Xuân Lâm Hoa Đa Mị, Xuân Điểu Ý Đa Ai. Ai đang ngâm thơ ở ngoài vậy? Tâu hoàng thượng, là thần đang làm thơ. Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Thảo dân Lâm Dương cũng đến tham gia tuyển chọn phò mã. Cung điện phồn hoa, vô ý đi lạc đường, nên mới đến muộn. Ra là vậy. Vậy hãy đối xử công bằng, viết ra bài thơ vừa làm đi. Xuân Lâm Hoa Đa Mị, Xuân Điểu Ý Đa Ai, Xuân Phong Phú Đa Tình, Xuôi Ngã La Thường Khai. Lâm Dương, ngươi viết cái gì vậy? Cũng dám đưa cho hoàng thượng xem. Bài thơ này có gì không đúng sao? Nếu một bài chưa đủ, vậy ta còn một bài nữa. Mai Hoa Trướng Lý Tiếu Tương Tùng, Hương Giật Nan Đường Lũ Chết Dùng, Bắt Mị Sinh Xuân Hồn Tự Loạn, Tam Phong Tiền Thái Cốt Đô Dung. Lâm Dương, ngươi muốn chết à? Phong Hoa Tuyết Nguyệt chẳng phải chỉ là chuyện trên giường sao? Những lời dâm đãng như thế này, không tuân theo lễ pháp, khó đăng đại nhã chi đường. Thật là càn rỡ, đuổi hắn ra cho ta. Đây là triều đường, không phải trốn phong trần, sao dám phóng túng như vậy? Này, đại nhân nói vậy là sai rồi. Thơ ca không phân biệt cao thấp quý tiện. Diễm Từ cũng là thơ ca, tại sao lại không thể tham gia tuyển chọn chứ? Lâm Dương nói không sai. Trong quy định thi cử không cấm Diễm Từ tham gia. Và bài thơ này tuy khó nghe, nhưng cũng phù hợp tiêu chuẩn đề bài. Vân điệu đối ngẫu cũng không thua kém gì tác phẩm hay. Công chúa, lão phu vạn lần không thể đồng ý loại phóng đãng này mà xuất hiện trong triều đường. Này đại nhân đừng nóng vội. Nếu không thích, vậy ta đổi bài khác. Cái gì vậy? Bắc Phong Quyền Địa Bạch Thảo Chiết, Hồ Thiên Bát Nguyệt Tề Phi Tuyết,
Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. Bài thơ hay quá, khí thế rộng lớn, lại có tác phẩm tuyệt vời như vậy. Cái gì? Lâm Dương tên ngốc này, sao có thể làm ra bài thơ như vậy được? Điều này không thể nào. Không tệ, không hổ danh tài tử đại thuấn của ta. Ta thấy bài thơ này dường như vẫn chưa hoàn chỉnh, chẳng lẽ còn nửa sau? Tâu trưởng công chúa, bài thơ này quả thật còn nửa sau. Mau mau đưa lên đây. Tán nhập châu liêm thấp la mạc, hồ cừu bất noãn cầm miệng bạc. Tướng quân giác cung bất đắc khống, đô hộ thiết y lãnh nan trước. Hùng tráng bao la, có thể nghĩ đến nỗi lo của tướng sĩ biên cương. Bài thơ hay quá. Bài thơ biên tái hùng vĩ này, hắn làm sao viết ra được? Dù cho ta có 100 năm, ta cũng không viết ra được. Bài thơ hay thế này, tiên sương tâm, 4550, là lão phu nhìn nhầm rồi. Tiên sinh thật là người có thực học thực tài. Quá khen quá khen. Không tệ. Tác phẩm tuyệt vời này độc nhất vô nhị. Điều này không thể nào. Hoàng thượng, Lâm Dương không thể nào làm ra bài thơ như vậy được. Tại sao vậy? Hắn là kẻ ngốc nổi tiếng ở kinh đô, trí tệ như đứa trẻ 7 tuổi vậy, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không rõ ràng, làm sao có thể làm ra bài thơ như vậy được? Lâm Dương, ngươi giải thích thế nào? Tâu hoàng thượng, trước đây thần quả thật trí lực kém cỏi, nhưng bây giờ đã khỏi hẳn rồi, có thể nói là nhân họa được phúc. Tất cả những điều này còn phải cảm ơn nhà Bạch tướng. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Tâu hoàng thượng, thần có một việc muốn tâu. Cái khanh cứ nói, người này phẩm hạnh bất chính, xin hoàng thượng đưa hắn vào ngục thiên lao chờ phát lạc. Cái khanh sao lại nói vậy? Bài thơ biên tái này thực ra là lão thần du ngoạn biên cương, có cảm xúc mà sáng tác. Chỉ là trên đường về kinh bản thảo bị mất, không ngờ lại bị người này ăn cắp làm thơ của mình, còn mang đến kỳ thi viết, lừa gạt thánh thượng. Thật là tội khi quân. Cái gì? Nói bậy. Đây rõ ràng là thơ của ta, sao ngươi dám nói là của ngươi? Ai mà không biết năm ngoái ta du ngoạn biên cương, ngươi một kẻ chưa từng đặt chân đến, một tên nhãi con cũng dám nói bừa bài thơ biên tái này là của ngươi. Lâm Dương à, ai mà không biết, ngươi học 3 năm ở trường khai sáng cũng không thể tốt nghiệp, làm sao có thể làm ra câu thơ như vậy được? Lời giải thích duy nhất chính là bài thơ này ngươi đã sao chép. Nói cách khác là các người đang vu khống ta đạo văn mà không có chứng cứ, phải không? Trong số các tài tử ngồi đây, ai không phải qua nhiều năm học tập tích lũy kiến thức, đâu giống như ngươi chỉ vài ngày ngắn ngủi mà tài hoa lại có thể tiến bộ vượt bậc như vậy. Nếu ta đúng là có thể trong vài ngày ngắn ngủi tích lũy được nhiều tài học như vậy, thì đại nhân định làm thế nào? Đúng vậy. Vậy ta sẽ quỳ xuống dập đầu tạ tội với ngươi. Được. Vậy xin hoàng thượng làm chủ, xin vị đại nhân này ra đề khảo học thức của ta. Nếu ta thua, ta nguyện tự vẫn tạ tội. Được. Lâm Dương, ngươi tự chuốc lấy đấy. Đại nhân, xin ra đề đi. Đề vừa rồi đã là phong hoa tuyết nguyệt, vậy lần này lấy cầm kỳ thư họa làm đề đi. Lão phu cho ngươi thời gian một nén hương. Một nén hương? Ngươi coi thường ta quá rồi. Được, nghe cho kỹ đây. Cầm kỳ thư họa cảnh phong lưu, thiên cổ từ chương mặc khách ưu, bút nghiên đình đài kim khán ngã, tình hữu nhã thú phú xuân thu. Hay hay quá. Có khi nào vừa khéo trùng với bài thơ hắn đã chuẩn bị sẵn? Sao lại nhanh thế? Vậy lấy bốn mùa làm đề: xuân thủy mãn tứ trạch, hạ vân đa kỳ phong, thu nguyệt dương minh huy, đông lĩnh tú cô tùng. Lấy ly biệt làm thơ: vị thành chiêu vũ ấp khinh trần, cách xá thanh thanh liễu sắc tân,
khuyến quân cánh tận nhất bôi tử. Tây xuất Dương Quan vô cố nhân. Lâm Dương này giỏi quá, câu nào cũng là kinh điển truyền đời. Vậy lấy trăng làm đề. Tốt, đang chờ câu này của ngươi đây. Minh Nguyệt kỷ thời hữu. Bà tử vấn thanh thiên. Bất chi thiên thượng cung khuyết. Kim tịch thị hà niên. Ngã dục thừa phong quy khứ. Hiệu khủng quỳnh lâu ngọc vũ. Cao sứ bất thắng hạt. Khởi vũ lộng thanh ảnh. Hà tự tại nhân gian. Chuyển chu các đệ ỷ hộ. Tướng vô miên. Bất ứng hữu hận. Hà sự trường hướng biệt thời viên. Nhân hữu bi hoan ly hợp. Nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Thử sự cổ nan toàn. Đã nguyện nhân trường cửu. Thiên lý cộng thiền quyên. Tốt. Được. Tuyệt bút thiên cổ. Tuyệt bút thiên cổ. Lâm Dương, ngươi rốt cuộc sao chép những bài thơ này từ đâu vậy? Bạch Hiền, chẳng lẽ ngươi cũng muốn như đại học sĩ so tài với ta sao? Ta không ngại thêm một người quỳ lại ta đâu. Ngươi, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tốt, tài năng của Lâm Dương này quả thật không ai sánh bằng. Đại nhân, sao ngài lại ngất đi rồi? Vậy cái đánh cược của chúng ta. Lâm Dương, ngươi yên tâm. Cái đánh cược này đã được hứa trước mặt thánh thượng, chắc chắn sẽ không sai đâu. Có lời này của công chúa, vậy ta yên tâm rồi. Vậy xin hỏi, ta có đủ tư cách tiếp tục thi đấu không? Ngươi là tấm gương của học sĩ chúng ta, đương nhiên là có tư cách. Như vậy người được vào vòng 2 thi võ chính là Bạch Hiền và Lâm Dương. Tốt. Lâm Dương, vậy để ta tự tay giải quyết ngươi. Hãy đợi đấy. Lâm Dương, đừng tưởng ngươi thắng một trận thi văn là có gì ghê gớm. Ngươi mau lên đây đi. Mau đến đây chịu chết. Khoan đã. Sao vậy? Lại muốn chơi trò gì? Ta chỉ muốn hỏi một câu, nếu thi đấu mà có người chết người bị thương thì phải làm sao? Đây là thi đấu. Đao kiếm vô tình. Chết bị thương tự chịu. Võ này chẳng lẽ nhất định phải thi sao? Sao vậy? Ngươi sợ rồi à? Đại thuấn chúng ta lấy võ làm tôn. Không ai không tập võ. Con cháu đại thuấn lại càng dũng mãnh thiện chiến. Văn võ song toàn. Chỉ có người như vậy mới xứng với công chúa. Ta hiểu rồi. Thảo dân cho rằng, thi đấu thông thường mọi người có lẽ cũng đã chán rồi. Chi bằng chơi cái gì mới mẻ. Lâm Dương, ngươi muốn thi thế nào? Thế này, ta ra một đề. Nếu Bạch công tử có thể giải được, thì có thể giành chiến thắng. Tâu bệ hạ, làm vậy không ổn. Từ xưa đến nay đều dùng võ để quyết thắng bại. Sao có thể tùy tiện thay đổi quy tắc thi đấu được? Lạc thống lĩnh yên tâm, đề ta đưa ra. Tất nhiên là liên quan đến thi võ. Công chúa, con thấy thế nào? Phụ hoàng, nhi thần thấy có thể được. Được rồi. Lâm Dương, ngươi ra để đi. Trước khi thi đấu, ta cần chuẩn bị một số thứ. Lâm Dương, ngươi lại đang giở trò gì vậy? Đề của ta rất đơn giản, chính là trong tình huống không chạm vào thùng gỗ, làm vỡ thùng gỗ. Làm sao có thể được? Vậy Bạch công tử muốn nhận thua sao? Làm sao ta có thể nhận thua một kẻ vô dụng được? Xin mời. Điều này hoàn toàn không thể làm được. Vậy nếu ta nói ta có thể làm được thì sao? Nếu ngươi có thể làm được, coi như ta thua. Nếu ngươi không làm được, ngươi phải rút lui khỏi cuộc thi này ngay lập tức. Được. Một lời đã định. Tâu bệ hạ, thần cần ba thứ. Nước, diêm tiêu,
và đường. Ngươi cần những thứ này làm gì? Lâm Dương, ta sợ ngươi đã phát điên rồi. Cần những thứ này, có thể đập vỡ cái thùng gỗ này sao? Đúng vậy. Cảnh này sao lại có vẻ quen thuộc nhỉ? Ta xem nào. 70% nước. Còn 10% diêm tiêu. 20% đường. 20% được rồi, cái thùng gỗ này vẫn còn nguyên vẹn ở đây mà. Ngươi lấy vài bát bột phụ mà định đập vỡ nó sao? Đây chính là tội khi quân đấy. Thiếu kiến thức, xem cho kỹ đây. Chưa từng nghe thấy. Sao? Sao có thể được? Gì vậy? Thật sự nứt rồi. Thế nào? Bạch đại công tử, lần này thua tâm phục khẩu phục rồi chứ? Không thể nào. Ngươi gian lận. Ngươi chắc chắn đã gian lận. Vậy ngươi nói xem ta đã gian lận thế nào? Cho ngươi thêm 100 cái não ngươi cũng không nghĩ ra được đâu. Kiến thức vật lý kiếp trước, thí nghiệm áp suất. Ngươi là, hãy tu luyện thêm vài trăm năm đi. Trên đời này lại có chiêu thức thần kỳ như vậy. Hôm nay chấm thật sự đã mở rộng tầm mắt. Lần thi đấu này Lâm Dương đã thắng. Công chúa, điều này không công bằng. Đã Lâm Dương được ra đề, vậy tại hạ cũng có quyền ra đề. Nếu Lâm Dương thắng tiếp, mới tính là hắn thực sự thắng. Nói có lý. Bạch Hiền, ngươi ra đề đi. Lâm Dương, ta bảo ngươi lên đây chịu chết. Lâm Dương này không có chút võ công nào. Thi đấu với Bạch Hiền chẳng phải tự tìm đường chết sao? Ôi tiếc quá. Lâm Dương này tài năng xuất chúng. Nếu có thời gian, chắc chắn sẽ trở thành học sĩ nổi tiếng. Nhưng gặp phải Bạch công tử, thật khó thoát khỏi cái chết. Được, nhưng ta có một câu muốn nói. Đó là di ngôn của ngươi sao? Không, điều ta muốn nói là ta nhận thua. Cái gì? Sao ngươi có thể nhận thua được? Ai quy định không được nhận thua chứ? Không được, ta không đồng ý. Nếu ngươi không dám lên đây thi đấu, vậy trận đấu này ngươi thua rồi. Không đúng đâu, Bạch đại công tử. Thi võ ngươi và ta mỗi người thua một trận, tính là hòa. Nhưng thi văn trước đó ngươi đã thua. Dù tính thế nào, kết quả vẫn là ta thắng. Ngươi, ngươi dám? Thật là kẻ miệng lưỡi sắc bén, xảo quyệt. Bạch tướng đến rồi. Tâu bệ hạ, lão thần nghe nói con trai vào thi võ, đặc biệt đến xem. Nào ngờ lại nghe thấy lời nói vô liêm sỉ như vậy. Nghĩ xem, đại thuấn chúng ta lấy võ lập quốc, từ xưa đến nay chưa từng có việc thi võ nào lại trẻ con như vậy. Lâm Dương này tâm thật bất chính, muốn dùng thủ đoạn xảo trá để giành chiến thắng. Loại người này tuyệt đối không thể làm phò mã của công chúa đại thuấn chúng ta được. Lời thừa tướng nói đúng lắm. Là võ phu, sao có thể bỏ chạy không chiến đấu? Nếu người này làm phò mã, công chúa cũng sẽ bị người khác cười chê. Nhi thần lại thấy Lâm Dương thông minh gần như yêu quái, văn võ song toàn không phải tầm thường. Hơn nữa, phương pháp thi đấu này cũng đã được phụ hoàng đồng ý. Theo lý mà nói đúng là nên đánh giá là hòa. Đã vậy cả hai bên đều không phục, vậy thì thi đấu thêm một trận nữa, lấy đó quyết định thắng bại. Phụ hoàng, đây là phò mã của nhi thần, vậy đề thi của trận thứ ba này để nhi thần ra đề nhé. Nếu các ngươi cưới ta, các ngươi có thể cho ta cái gì? Công chúa điện hạ, phủ thừa tướng chúng ta nguyện dùng vạn lượng vàng, 10 dương châu báu làm sính lễ, tổ chức cho người một đám cưới long trọng. Với ảnh hưởng của phủ thừa tướng ở Đại Thuấn, chúng ta kết hợp chắc chắn sẽ khiến Đại Thuấn càng thêm phồn thịnh hưng vượng. Chỉ có phủ tể tướng mới có tài lực như vậy. Trưởng công chúa thiên hạ vô song, ngoài phủ tể tướng ra, biết rằng không ai xứng đôi. Lâm Dương, còn ngươi thì sao?
Công chúa, đây là điều ta có thể cho người. Công chúa, đây là điều ta có thể cho người. Lâm Dương, ngươi không phải nghĩ cầm đống giấy vụn này là có thể làm công chúa động lòng chứ? Thật là kẻ thường dân không có kiến thức. Xem ra người này chỉ có vài bài thơ, không có gì khác bên mình. Ngươi bất quá chỉ là một thường dân, lấy gì để so với phủ tể tướng? Chỉ có học thức thật sự không đủ để giành chiến thắng. Về người thắng cuộc thi này, ta đã có lựa chọn trong lòng. Phò mã của ta là Lâm Dương. Sao lại là ngươi? Xin nhường. Rõ ràng là ta mới đúng chứ. Công chúa tuyệt đối không thể. Lâm Dương này vốn là dì ăn bám nhà lão thần. Vì danh tiếng xấu xa, tiếng xấu lan xa, bị con gái ta hủy hôn. Loại người này tuyệt đối không thể làm phò mã của đại thuấn chúng ta được. Sao Bạch tướng lúc đầu không nói, lại đợi đến lúc này mới ra phản đối? Lão thần vốn muốn để Lâm Dương biết khó mà rút lui, không ngờ tên này dùng đủ mưu mô quỷ kế, mới không thể không lên tiếng ngăn cản. Chẳng lẽ các ngươi xem cuộc thi chọn phò mã này là trò đùa, hay là cho rằng vị trí phò mã này vốn là vật trong túi nhà Bạch các ngươi? Thần không dám. Công chúa, người này không danh không quyền, nhát gan sợ chết, chỉ có tài năng xuông, hơn nữa lại là kẻ bị hủy hôn bỏ đi. Nếu người chọn hắn, chẳng phải là làm nhục hoàng thất sao? Chấm không thể để mất mặt như vậy. Phụ hoàng, Bạch tướng quyền lực khắp triều đình, nếu Nhi thần gả qua đó, họ chắc chắn sẽ không đồng ý Nhi thần buông bỏ binh quyền trong tay. Đây là điều phụ hoàng muốn thấy sao? Công chúa, con thật sự muốn chọn Lâm Dương sao? Nhi thần đã quyết định. Được, đây là hôn sự của con, tất nhiên để con quyết định. Nếu con chọn Lâm Dương, từ hôm nay Lâm Dương là phò mã của công chúa. Chọn ngày lành tháng tốt thành hôn, chúc mừng công chúa. Chọn được người chồng tốt, chúc mừng phò mã. Tạ ơn bệ hạ. Cuối cùng cũng ôm được cái đùi vàng của vợ ta rồi. Giờ mới thở được. Công chúa, ngươi đến rồi. Từ hôm nay, ngươi là phò mã. Đây là nơi ở của ngươi. Ăn mặc sinh hoạt sẽ có người lo liệu cho ngươi. Còn ngươi, ta không ngờ sẽ gặp ngươi ở cuộc tuyển phò mã. Công chúa, ta đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà. Lần này ngươi đến tuyển phò mã cũng coi như giúp ta một việc. Nếu có gì cần, cứ nói ra, ta sẽ hết sức giúp ngươi. Thật sao? Vậy ta muốn giết thử tướng. Thế lực của thừa tướng rất lớn, ảnh hưởng trong triều rất sâu, ngay cả ta cũng khó động đến họ. Yên tâm, công chúa, ta không bảo người giúp ta. Hiện giờ tuy ngươi là phò mã, nhưng không có thực quyền, gặp người của phủ thừa tướng cũng không có lợi thế. Ta biết ngươi bất mãn với phủ thừa tướng, nhưng việc này cần từ từ tính toán. Công chúa, đánh kẻ thù phải nhanh, chuẩn, độc. Đánh một đòn quyết định, tránh phải đánh nhiều lần. Lời này thật là thấu đáo, lần đầu nghe nói. Ngươi nghĩ ra à? Cũng không phải. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, binh pháp tôn tử đó ngươi lấy đâu ra? Ngươi có biết không, nếu truyền ra ngoài, đó là bảo bối mà quân sự tranh giành, có thể gây ra tranh chấp lớn. Những thứ như vậy, ta có bao nhiêu cũng được, chỉ có người không nghĩ ra thôi. Đúng rồi công chúa, chúng ta không nên uống rượu giao bôi sao? Người đâu?
Ngươi cho ta uống cái gì vậy? Khó uống quá. Đây là rượu từ Tửu Trang họ Bạch, đặc biệt cung cấp cho hoàng gia, rượu ngon hiếm có. Thế này mà còn rượu ngon? Đừng phí rượu nữa. Ngươi một kẻ dân dã lại kén chọn quá. Rượu cống cho hoàng gia mà ngươi còn chê. Lần sau để người xem thế nào mới là rượu ngon thật sự. Được. Công chúa, đêm đã khuya rồi, chúng ta nên đi nghỉ chứ. Chúng ta nên đi nghỉ chứ. Lâm Dương, ngươi không nghĩ ta đến đây là để động phòng với ngươi chứ? Đêm tân hôn không động phòng thì làm gì? Lâm Dương, giữa ngươi và ta có sự khác biệt như trời và đất. Ta tưởng ngươi đã biết điều đó. Vậy tối nay người đến đây làm gì? Tuy chúng ta đã là vợ chồng, nhưng ngươi chỉ là phu quân trên danh nghĩa. Ta có thể cho ngươi quyền lực và địa vị xứng đáng. Ngươi chỉ cần làm tốt vai trò phò mã là được. Không ngờ tuổi trẻ như ta đã phải sống cuộc đời quá phụ. Ngươi yên tâm đi. Xét đến nhu cầu của ngươi, ta đã đặc biệt an bài một người cho ngươi. Phi Sương, vào đi. Là ngươi? Sao không thể là ta được? Phi Sương là người ta cứu trên chiến trường, đi theo ta nhiều năm. Trong lòng ta coi nàng như em gái ruột vậy. Từ hôm nay, để nàng ấy hầu hạ ngươi. Thế này không ổn lắm. Ta còn chưa nói gì, ngươi dám chê ta à? Không 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 không. Đã vậy, đã muộn rồi, các ngươi bắt đầu đi. Nào, vậy ta không khách sáo nữa. Xin lỗi nhé. Ngươi ra ngoài cho ta. Hay là ngươi thử lại lần nữa. Ra ngoài. Thế này, đây là cái gì vậy? Tên vô dụng Lâm Dương, hắn lại cướp mất vị trí phò mã của ta. Ta phải giết hắn. Bình tĩnh nào. Lớn thế này rồi còn la hét om sòm, còn ra thể thống gì nữa. Tỷ, người của tỷ đâu? Tỷ mau bảo họ ra tay đi, giết hắn cho ta. Lâm Dương bây giờ là phò mã, là thân thích hoàng gia. Nếu ám sát thất bại, chúng ta đều không có kết cục tốt đâu. Vậy phải làm sao đây? Lẽ nào cứ để tên ngốc đó đắc ý sao? Luật pháp Đại Thuấn có quy định, làm phò mã phải xuất thân trong sạch. Nếu người bên cạnh hắn xảy ra chuyện gì, thì chức phò mã của hắn cũng đến đây là hết. Đúng rồi, đợi hắn trở thành thường dân thì giết hắn, chẳng phải dễ như bóp chết một con kiến sao? Lâm Dương này nhiều lần phá hỏng việc của chúng ta, tuyệt đối không thể tha. Tỷ, tỷ có cách gì không? Đương nhiên là có. Phò mã, ngươi định đi đâu? Sao ngươi cứ theo ta? Công chúa đã giao ta cho ngươi, ta không theo ngươi thì theo ai? Đứng lại, ta đã nói rồi, trong vòng 3 ngày ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục, gọi ta là chủ nhân. Vậy coi như ngươi thắng đi. Thắng ngươi vẫn chưa đủ, ta còn phải thắng cả họ Bạch nữa. Ngươi muốn gây rắc rối với phủ thừa tướng, hiện giờ thân phận ngươi đã khác rồi. Đừng gây chuyện, làm công chúa liên lù theo ngươi. Ta có gây chuyện đâu. Hơn nữa người bị liên lù chưa chắc đã là ta. Vị công tử này chính là người muốn làm ăn với Tửu Trang chúng ta phải không? Đúng vậy, là ta. Thật
Thẩm lão bản, ta đến đây để bàn một vụ làm ăn lớn. Nếu thành công, gia tộc họ Thẩm các ngươi sẽ trở thành thương gia hoàng gia đại thuấn một lần nữa. Vị huynh đài này, xin đừng đùa nữa. Thẩm lão bản, gia tộc họ Thẩm các ngươi từng là thương gia hoàng gia đại thuấn, nhưng bị phủ tể tướng đàn áp, cướp đi tất cả. Ngươi không cảm thấy không cam tâm sao? Gia tộc Thẩm vốn to lớn giờ trở thành gia tộc hạng ba. Người nhà họ Thẩm kẻ đi người ở tán loạn. Chẳng lẽ ngươi không nên có chút căm hận sao? Ta biết làm sao đây? Ta chỉ là một thường dân, lấy gì để đấu với quan? Không phải đã có ta rồi sao? Ngươi chỉ cần nghe theo ta, ta đảm bảo gia tộc họ Thẩm có thể trở thành thương gia hoàng gia đại thuấn một lần nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi muốn giúp ta? Ta tên Lâm Dương, ta có thủ với phủ tể tướng, ta cũng muốn làm cho họ sụp đổ. Chỉ cần hai chúng ta hợp tác, đảm bảo có thể đạp tiểu trang họ Bạch dưới chân. Lâm Dương, ngươi chính là phò mã mới của công chúa phải không? Đúng vậy. Dù ngươi là phò mã, cũng không quyền không thế, lấy gì để đấu với phủ tể tướng? Ngươi nghĩ công chúa sẽ vì ngươi mà đối đầu với phủ tể tướng sao? Không cần mượn sức công chúa, ta tự mình có thể làm sụp đổ phủ tể tướng. Thật là chuyện hoang đường, lãng phí thời gian. Được, người đâu? Tiễn khách. Nay Thẩm lão bản. Ngươi ngửi thử rượu này xem, có thơm không? Đây là hương rượu, ta chưa từng ngửi qua hương rượu đậm đà như vậy. Rượu cung phẩm của tửu trang họ Bạch, đục ngầu không ra gì, vào miệng chua lòng, hoàn toàn không xứng gọi là rượu. Còn rượu của ta trong suốt lấp lánh, vào miệng ngọt ngào, có thể đánh bại tất cả loại rượu trên thị trường hiện tại. Rượu này quả thật là rượu thượng hạng. Nhưng làm sao ngươi chứng minh đây là rượu ngươi nấu? Vạn nhất là ngươi trộm phương thuốc của người khác đến lừa ta. Công thức ngay đây, Thẩm lão bản thử một lần là biết. Trưng cất lọc như vậy thật đơn giản. Không tệ. Rượu hiện nay chỉ cần thêm vài công đoạn đơn giản, hương vị và cảm giác có thể nâng lên vài cấp. Thẩm lão bản nếu không tin, cứ thử em. Được, chỉ cần người của ta nấu ra rượu, ta, Thẩm Mỗ, lập tức đồng ý hợp tác với ngươi. Tốt. Lâm Dương, rượu này thật sự là do ngươi nấu sao? Đúng vậy. Tặng ngươi đó. Cái này ngon hơn rượu cung phẩm của hoàng gia nhiều. Nhưng ngươi, ngươi đưa thẳng công thức ra, ngươi không sợ họ Thẩm lật mặt sao? Nghi ngờ người thì đừng dùng, dùng người thì đừng nghi ngờ. Chẳng qua chỉ là một tờ công thức thôi mà, còn nhiều. Đúng là rượu thượng hạng, vào miệng ngọt ngào, rượu ngon, rượu ngon. Nào, thế nào Thẩm lão bản, hài lòng chứ? Hài lòng, rất hài lòng. Có rượu này, gia tộc họ Thẩm ta nhất định có thể trỗi dậy. Tốt, vậy hợp tác của chúng ta cứ thế mà định. Chỉ cần ngươi và ta hợp tác, đảm bảo khiến tử trang họ Bạch đó hết đường xoay sở. Lâm Dương, ngươi muốn ai hết đường xoay sở? Bạch Thanh Huyền, sao ngươi lại đến đây? Ngươi phản bội ta. Lâm Dương, không ngờ sau khi bị đuổi khỏi phủ tể tướng, ngươi lại ôm hận trong lòng, trộm công thức của ta, còn muốn đẩy nhà họ Bạch vào chỗ chết.
Vương đại nhân, xin ngài điều tra kỹ. Lâm Dương ăn trộm là trọng tội. Ngươi có biết tội không? Công thức này là ta tự viết, không liên quan gì đến phủ tể tướng, ta nhận tội gì chứ? Tên ngốc này, ngươi biết cái gì mà viết công thức? Trách sao lúc ở phủ thừa tướng cứ chạy đi chạy lại tử trang, thì ra là nhớ nhung công thức của chúng ta. Hai tỷ đệ các ngươi đúng là cùng một ruột, đều thích vu oan giá họa cho người khác. Bạch Thanh Huyền, ngươi quên ở hình bộ rồi sao? Đó là tai nạn, không thể nhầm lẫn được. Thôi được rồi, xem ngươi giả vờ như vậy ta thấy mệt. Điều ta không ngờ là ta thấy ngươi tuổi còn trẻ đã một mình gánh vác gia tộc họ Thẩm, còn tưởng ngươi là nhân tài, không ngờ chỉ là một con chó bị người ta đánh sợ rồi không đứng dậy nổi. Lâm Dương, ngươi có tư cách gì mà nói ta? Bản thân ngươi chẳng phải cũng bám vào trưởng công chúa sao? Chỉ có phản bội ngươi, Bạch tiểu thư mới có thể thật sự giúp ta vào con đường quan lộ, gia tộc họ Thẩm mới có thể thực sự vươn lên. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết nên chọn thế nào. Lâm Dương, ngươi không ngờ phải không? Người ta hiểu thời thế hơn ngươi nhiều, muốn dùng cách này để hạ bệ chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Ta đúng là không ngờ, không ngờ họ Thẩm này ngu ngốc đến thế, cơ hội tốt như vậy mà không nắm bắt được. Ngươi đã tự thân khó bảo toàn rồi, ngươi còn là sớm nhận mệnh đi. Lâm Dương, nếu bây giờ ngươi nhận lỗi tự thú, nghĩ đến tình cảm trước đây, ta còn có thể mở miệng với Vương đại nhân xin giúp ngươi vài câu. Công thức này là của ta, ta nhận tội gì chứ? Lâm Dương, dù ngươi có nói giỏi đến đâu cũng vô dụng. Được, ở đây không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi không nghĩ là công chúa sẽ che chở cho ngươi chứ? Chỉ cần chúng ta bắt ngươi vào ngục, thì tất cả mọi người sẽ nghĩ ngươi là một tên trộm. Lúc đó chức phò mã cũng giữ không được, tất cả đều là do ngươi tự chuốc lấy. Vương đại nhân, chúng ta có công thức trong tay, đại nhân cũng có thể làm nhân chứng cho chúng ta, có thể bắt Lâm Dương ngay lập tức. Người đâu? Khoan đã, sớm biết các ngươi là một phe rồi. Ngươi tưởng chỉ có ngươi biết gọi người, ta không biết sao? Lâm Dương, ta đã đưa người đến. Lý Thượng Thư, sao ngài lại đến? Phi Sương cô nương nói, nơi này đã chế tạo ra rượu cung phẩm mới, đặc biệt mời hạ quan đến thưởng thức. Ở đây đâu có rượu cung phẩm gì, chỉ có một tên trộm công thức. Kẻ này bằng chứng rõ ràng, đã có thể bắt giữ rồi. Này, sao lại rõ ràng được, ta đã nói gì đâu? Đây là các ngươi tự đưa mặt đến, đừng trách ta không khách sáo. Ngươi nói ta trộm công thức của các ngươi cũng không có bằng chứng phải không? Chẳng lẽ bây giờ các ngươi làm quan xét xử đều dựa vào mồm mép sao? Tử trang họ Bạch ta nấu rượu mấy chục năm, mỗi năm đều cải tiến nâng cấp công thức. Công thức trong tay ngươi chính là thứ ta nghiên cứu ra, chỉ là đang sản xuất, chưa ra mắt. Nếu ngươi không tin, cứ mời người của tử trang đến đối chứng. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, chẳng phải vẫn là người của các ngươi sao? Cứ làm cái trò này phải không? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nói đi, đây là công thức cao cấp nhất của tử trang các ngươi phải không? Mau nhìn xem, cuối cùng hắn đã thừa nhận là hắn trộm công thức rồi. Đây đúng là của tử trang họ Bạch chúng ta, công thức nấu rượu cao cấp nhất. Vậy nếu ta nói, ta có thể đưa ra thứ tốt hơn. Lâm Dương, ngươi không phải điên rồi chứ? Ngươi một mình làm sao đấu lại cả tử trang họ Bạch chúng ta? Đây đã là sự thật không thể chối cãi, chúng ta không cần phải so sánh. Có cần hay không không phải do ngươi quyết định. Thượng thư đại nhân, ngài thấy thế nào? Ta thấy lời phò mã nói có lý, đã muốn biết công thức này rốt cuộc là của ai, chi bằng ngay tại đây phân cao thấp. Các vị thấy thế nào? Đã như vậy, vậy thì so tài đi. Vừa hay tử trang họ Bạch chúng ta cũng vừa nghiên cứu ra công thức nấu rượu mới, lấy trái cây làm rượu, có hương vị riêng biệt. Không tệ. Một số người có lẽ còn chưa biết đâu, còn dám đưa ra yêu cầu này, thật là không biết sống chết. Tốt, vậy thì đấu rượu. Ta sẽ nấu rượu ở tử trang họ Thẩm, 2 giờ sau sự thật sẽ sáng tỏ. Phi Sương, chúng ta đi.
Lâm Dương, có phải ngươi nghĩ không ra công thức không? Hay là ta trực tiếp dẫn ngươi trốn đi? Ta không phải nghĩ không ra công thức, ta là có quá nhiều công thức. Đang chọn đây. Đến lúc này rồi mà ngươi còn khoe khoang. Công chúa bảo ta theo ngươi, ta không thể để ngươi xảy ra chuyện dưới tay ta được. Ta đâu thể trốn cả đời được. Vậy thì quá nhục nhã. Lần này ta nhất định phải cho Bạch Thanh Huyền một bài học lớn. Để cô ta tìm ta gây rắc rối. Dùng chúng vậy. Không ngờ rượu nấu từ công thức này thơm ngon đến vậy. Tỷ, chúng ta sắp giàu to rồi. Đây là công thức của nhà chúng ta, tất nhiên là phi thường. Đúng đúng đúng. Tỷ, tỷ quả không hổ danh là thiên tài nấu rượu. Được. Này, đúng rồi. Sao tên Lâm Dương này vẫn chưa về? Hắn không phải đã bỏ trốn rồi chứ? Chưa đến 2 giờ mà. Ta một mình nóng vội làm gì? Ngươi hai tay trắng. Không phải là làm không ra chứ? Rượu ngon đâu phải nước. Làm nhiều làm gì? Đây. Ở đây này. Hai vị đại nhân xin mời. Thơm quá. Rượu trái cây phỏ mã nấu này, vị ngọt thanh mát, vào miệng thẳng xuống cổ họng, cả đời hạ quan chưa từng uống qua rượu ngon như vậy. Không phải, ta cho rằng rượu trái cây của Tửu Trang họ Bạch vị thuần khiết hơn, hơn rượu của phỏ mã một bậc. Hơn nữa rượu trái cây của Tửu Trang họ Bạch vị thơm ngọt, rất đáng nhớ. Ta cho rằng Tửu Trang họ Bạch thắng. Xem đi, ngươi thua rồi. Biết ngay các ngươi sẽ lại quỵt. May là ta đã chuẩn bị trước. Phi Sương, được, lấy rượu. Một loại rượu trái cây thì tính là gì? Xem này, rượu đồng, hạnh hoa, lão bạch cán. Rượu ngoại, đại hà, nhị quả đầu. Cái này còn ghê hơn nữa, thiêu đào tử. Vừa uống vào bụng, đốt cháy cổ họng ngươi. Hai chén vào bụng, đuổi theo gấu. Ba chén vào bụng, ngươi không ngã. Thiên hạ võ phu đều cúi đầu. Mời các vị đại nhân cùng nếm thử. Sao có thể như vậy được? Đều là những loại rượu thượng hạng. Những thứ này đều là quốc bảo đấy. Cái này không thể nào là do ngươi làm được. Lâm Dương, không ngờ ngươi còn cất giữ riêng nhiều công thức nấu rượu như vậy. Cô không định nói rằng những công thức này của ta đều là ăn cắp chứ? Lò rượu các cô tự biết mình nặng nhẹ thế nào. Trong lòng không có số à? Nếu không chịu nhận thua, ta cũng không sợ. Ta còn có công thức, các ngươi có không? Có vẻ như chuyện này thật sự là hiểu lầm. Không ngờ Lâm Dương, ngươi thực sự có thể nghiên cứu ra công thức nấu rượu mới. Chúng ta nhà họ Bạch đã quá đường đột. Thật sự xin lỗi. Xin cáo từ. Này Lâm Dương, ngươi đợi đấy. Cứ thế mà đi à? Đừng được đằng chân lân đằng đầu. Họ dù sao cũng là người của phủ tướng quân, chúng ta cũng không thể làm gì. Những loại rượu này nếu báo lên hộ bộ thì đều là cống phẩm cả. Tiểu nhân này sẽ về báo cáo ngay. Xin cáo từ, cáo từ. Bản quan nhất thời sai lầm, xin lỗi phỏ mã gia. Ta sẽ đem chuyện này từ đầu đến cuối kể lại với công chúa điện hạ. Vương đại nhân, ông tự lo cho mình đi. Đừng mà, Phi Sương cô nương, bản quan nhất thời hồ đồ, cũng không gây ra lỗi lầm gì lớn. Cô tha cho ta lần này đi. Cút đi. Mã gia, là ta nhìn không xa. Ngươi xem chuyện làm ăn,
nhà họ Thẩm của các ngươi vốn có thể đứng dậy lần nữa. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân trọng. Ta không cần một con dao có thể đâm vào lưng ta bất cứ lúc nào. Phi Sương, chúng ta đi. Này Phò Mã Gia, này Phò Mã Gia, cái đó. Lâm Dương, lo rượu họ Thẩm này không thể làm được nữa. Vậy ngươi định đối phó với phủ thừa tướng thế nào? Con đường này không thông thì tìm đường khác. Hơn nữa trong tay ta có nhiều công thức như vậy, Bạch Thanh Tuyền chắc chắn sẽ không ngồi yên. Chỉ cần cô ta nóng vội, chúng ta sẽ có cách. Công tử, sao lại là Nguyên Lạc cô đấy? Mẹ ta bị ốm, ta muốn bán chút đồ thêu để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nên ra phố xem thử. Làm không tệ, nhưng các nhà giàu đều có thợ thêu riêng, họ sẽ không ra ngoài mua đồ thêu đâu. Ta có một công thức này, cô cầm đi làm chút sinh ý, kiếm tiền hơn thêu thuộc. Công tử, chúng ta đã làm phiền người nhiều rồi, làm sao có thể lấy thêm đồ của người nữa chứ? Bảo cô cầm thì cứ cầm lấy. Đi đây. Không ngờ Phò Mã Gia còn khá là thương hoa tiếc ngọc nhỉ. Công thức đó giá trị ngàn vàng, ngươi nói cho là cho luôn. Những công thức như thế này, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ là việc nhỏ thôi mà. Ngự y đâu? Ngự y đâu? Chuyện gì xảy ra vậy? Công chúa đột nhiên tái phát bệnh cũ, đã ngất đi rồi. Không tốt, công chúa, bệnh cũ tái phát. Công chúa thế nào rồi? Vẫn là bệnh cũ. Thuốc đâu? Ta đây còn một chút, cho công chúa uống trước đi. Khoan đã, thuốc này không thể cho công chúa uống. Ngươi làm gì vậy? Hút ra ngoài cho ta, thuốc này có độc. Công chúa uống vào sẽ làm bệnh tình trầm trọng hơn. Cái gì? Ngươi nói thuốc này có vấn đề? Nhưng công chúa vẫn luôn uống thuốc này mà. Đến lúc này rồi mà còn nghe tên vô dụng này nói bậy bạ. Nếu ngươi không cho công chúa uống thuốc, ta sẽ làm. Ngươi làm gì vậy? Trong thuốc này hàm lượng chì, thủy ngân, kim loại nặng vượt mức nghiêm trọng, dùng lâu dài sẽ khiến người ta chết. Các ngươi mong công chúa chết sớm phải không? Ngươi, Lạc Hà, dừng tay. Đây là Phò Mã Gia, cũng là chủ nhân của chúng ta, không thể vô lễ như vậy. Hắn cũng đáng. Công chúa, ngươi tỉnh rồi. Ô nào, cái gì vậy? Công chúa, vừa rồi người tái phát bệnh cũ, thực hạ đang định cho người uống đan dược cứu mạng, nhưng bị Phò Mã đánh đổ mất. Còn cứ nói đan dược này có độc. Công chúa, bình thường người hôn mê ít nhất phải một ngày một đêm mới tỉnh, lần này tỉnh nhanh như vậy, chứng tỏ đan dược này vẫn có hiệu quả. Phò Mã Gia không có tài cán gì khác, chỉ có tài nói bậy là không nhỏ. Lạc Hà, Phi Sương, các ngươi đều ra ngoài đi. Ta có chuyện muốn nói với Phò Mã. Vâng, vâng. Công chúa, Lâm Dương, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi đã nói rằng ta có bệnh, chính là nói về chất độc này. Ban đầu công chúa chỉ là di chứng từ vết thương cũ, uống nhiều thuốc này mới càng trở nên nghiêm trọng. Chất độc này có thể chữa được không? Tất nhiên, chỉ là ngộ độc kim loại nặng thôi. Chỉ cần chú ý ăn uống, kết hợp với phương pháp xoa bóp huyệt đạo, sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Vậy bắt đầu đi. Xoa bóp chữa bệnh à? Ngươi chắc chắn đây là chữa bệnh, chứ không phải nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Thần oan uổng quá. Thần đều vì công chúa mà suy nghĩ. Đại nhân, đây có phải là phủ công chúa không? Đúng vậy, người không liên quan, không được tự tiện vào. Phò Mã có phải cũng ở đây không? Ta là mẹ của Phò Mã, ta tìm hắn có việc. Ta đi báo cho ngươi một tiếng nhé. Định đi đâu? Đây là ai vậy? Lạc Hà đại nhân, bà ấy nói là mẹ của Phò Mã Gia. Đây là phủ công chúa, không phải ai cũng có thể vào được. Mau cút đi. Đại nhân, nhà ta có chuyện, thật sự cần phải tìm Dương Nhi. Đại nhân, xin ngài thông cảm cho. Tránh ra. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ không sao chứ? Dương Nhi mau đi cứu cha con. Cha con gặp chuyện rồi. Mẹ đừng gấp, từ từ nói xem chuyện gì đã xảy ra. Người của Tiền Trang tìm đến, nói cha con nợ tiền không trả, đã bắt ông ấy đi rồi. Cái gì?
Các ngươi cho thêm vài ngày nữa đi. Phò mã ra đến rồi. Cha thế nào rồi, mau đứng dậy. Là các ngươi bắt cha ta đến đây sao? Phò mã ra. Cha ngài nợ chúng ta 10 vạn lượng. Nợ nần phải trả là lẽ thường tình. Chúng ta bắt người đến đây cũng không có gì quá đáng phải không? Cái gì? 10 vạn lượng? Đây không phải số tiền nhỏ, chúng nói bậy. Ta chỉ vay có 100 lượng. Cha vay tiền làm gì? Mấy ngày trước con gặp chuyện, nhà mình thật sự không có tiền, bất đắc dĩ mới phải vay tiền. Ai ngờ 100 lượng lại biến thành 10 vạn lượng. Chỉ vài ngày ngắn ngủi đã tăng nhiều như vậy. 100 lượng biến thành 10 vạn lượng. Tiền trang các ngươi đúng là đen tối. Phò mã ra. Không thể nói như vậy được. Giấy nợ này có chữ ký rõ ràng, viết rất rõ ràng. 100 lượng, lãi suất 1 phân. Trễ 1 ngày trả tiền thì lãi suất sẽ tăng gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Đây là quy tắc của tiền trang chúng ta từ trước đến nay. Lúc đầu cha ngài đã tự mình đến ký tên điểm chỉ. Đã qua nhiều ngày rồi. Chúng ta thu của các ngươi 10 vạn lượng. Không quá đáng chứ? Con à, ta thực sự không biết gì cả. Chuyện này để con giải quyết. Ngươi, đứng lên. Phò mã ra đến rồi. Còn không mời ngồi. Phò mã ra, 10 ngày. Nói đi. Quy tắc của tiền trang các ngươi có vẻ không hợp lý lắm. Đây đều là chuyện tự nguyện. Có gì không hợp lý chứ? Rõ ràng là bắt nạt người mà. 100 lượng bạc lại biến thành 10 vạn lượng. Chúng ta làm sao trả nổi? Sao có thể nói vậy được? Không phải không trả nổi đâu. Con trai bà bây giờ là phò mã mà. Trong phủ công chúa này, chỉ cần lấy ra một món đồ bán đi thì 10 vạn lượng đó có ngay thôi. Ngươi đang bảo ta đi ăn trộm à? Phò mã ra, ta đâu có nói thế. Nhưng nếu không trả nợ thì sẽ trở thành phủ công chúa, cậy quyền ức hiếp chúng ta dân thường. Trả. Ta có nói không trả đâu. Để ta suy nghĩ. Quy tắc của tiền trang các ngươi là trễ một ngày tăng gấp 10 lần. Đúng không? Ừ, đúng vậy. Vậy cũng có nghĩa là nếu ta vay 10 vạn thì có thể trả hết nợ của cha ta rồi. Ý phò mã ra là muốn vay 10 vạn từ tiền trang chúng ta. Nếu cha ta có thể vay thì tại sao ta lại không thể vay? Có thể vay được, tất nhiên là có thể vay. Không được, Lâm Dương, cấm ngươi vay. Đúng vậy, Dương Nhi, con đừng làm chuyện dại dột. Không sao, cha sẽ lấy mạng đền. Cha, họ muốn không phải mạng của cha đâu. Phò mã, nếu ngài muốn vay tiền, phải để lại giấy nợ, còn phải ký tên điểm chỉ. Đương nhiên rồi, ta cũng là người giữ chữ tín. Tốt, ta sẽ cho người chuẩn bị ngay. Phò mã là lần đầu vay tiền ở chỗ chúng ta, thủ tục rất đơn giản. Chỉ cần ngài ký tên điểm chỉ vào đây, giấy nợ của cha ngài, tiểu nhân sẽ dâng lên bằng hai tay. Lâm Dương, nếu ngươi dám vay tiền, hôm nay ta sẽ giết ngươi tại chỗ. Ngươi là phò mã, mắc nợ lớn, người ta sẽ nhìn nhận phủ công chúa thế nào? Đúng vậy. Dương Nhi nghe lời, con đừng lo. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta giải quyết. Phía công chúa các người không cần lo lắng. Vô phương cứu chữa. Tiền lão bản, ta đột nhiên đổi ý rồi. Ta muốn vay 10 vạn chưa đủ kích thích. Ta muốn vay 100 cái 10 vạn. Ngươi nói gì? Vay 100 cái 10 vạn. Phò mã ra muốn vay 1.000 vạn. Sai. Là 100 cái 10 vạn. Phải là 100 cái 10 vạn riêng biệt. Nếu không thì phò mã ta không cần. Nhóc con, đấu toán với ta. Gà thỏ cùng lồng, cống nước chảy vào. Ta sẽ chơi chết ngươi. Cái này, con à, không thể làm như vậy. Con à, Lâm Dương, ngươi điên rồi, về với ta. Ta không điên. Ta chỉ muốn vay 100 cái 10 vạn. Tiền lão bản, ngươi rốt cuộc có cho vay hay không? Phò mã ra, cái này
Số tiền này quả thực hơi lớn. Ta phải đi hỏi chủ nhân đã. Ngài ngồi đợi một lát. Điện hạ, cái tên Phó Mã Lâm Dương nói muốn vay chúng ta 100 cái 10 vạn. Cái gì? Lâm Dương tên ngốc đó lại vay 100 cái 10 vạn. Đúng là đồ ngốc, vẫn là đồ ngốc. 1.000 vạn không gọi là 1.000 vạn, mà gọi là 100 cái 10 vạn. Cho vay, nhanh lên cho vay đi. Nhưng thưa điện hạ, trên tài khoản chúng ta đâu có nhiều tiền như vậy. Đồ ngu. Chỉ cần hắn ký giấy nợ, ngày mai chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đến phủ công chúa đòi tiền. Ta xem phủ công chúa lấy gì mà bồi thường. Bảo hắn nhanh chóng vay đi. Nếu để vụt mất con cá lớn này, ta sẽ chặt đầu ngươi. Tiểu nhân lập tức đi làm. Cha hắn chỉ nợ có 10 vạn thôi mà. Lâm Dương vay nhiều tiền như vậy, trong đó liệu có cạm bẫy gì không? Có thể có cạm bẫy gì chứ. Ta thấy tên gốc đó căn bản là chưa chữa khỏi đầu óc. Chuyện lo rượu cũng chỉ là tình cờ thôi. Không ngờ Triệu Tuyết Hà lại tìm một tên gốc như vậy làm phò mã. Thật là trời giúp ta. Nhiều tiền như vậy, dù hắn có bán cả phủ công chúa đi cũng không đủ bồi thường. Đến lúc đó Triệu Tuyết Hà chẳng phải sẽ mất hết thể diện. Phụ hoàng chắc chắn cũng sẽ trách tội nàng. Không chừng còn sẽ tước quyền chỉ huy quân đội của nàng. Vậy thì trong cả kinh thành này sẽ không còn ai có thể đe dọa ta nữa. Vậy xin chúc huynh trưởng mọi việc như ý. Phò Mã gia, đây là giấy nợ mới. Đã thỉnh ý chủ nhân rồi. Chỉ cần ngài ký tên điền chỉ, tiền lão bản, ta xác nhận lại lần nữa. Lãi suất là 1/10 của vốn, trễ một ngày tăng gấp 10 lần. Đúng không? Đúng, không sai, ngài mau ký đi. Phò Mã gia, ý gì vậy? Ta là người ngại phiền phức, nên định trước khi vay tiền thì trả lãi trước. Vậy, ngươi lấy một tờ giấy nợ khác viết lại, trừ hết lãi đi, còn lại bao nhiêu thì đưa ta. Không vấn đề. Phò Mã, vay 1.000 vạn. Sai, là 100 cái 10 vạn. Phải trừ đủ 100 lần. Tốt tốt tốt. Thật là đồ ngốc. Phò Mã vay tiền mỗi 10 vạn, trừ 1 vạn tiền lãi, ghi 100 lần. Nói cách khác, tiền trang chúng ta cho Phò Mã vay 900 vạn là được. Còn nữa, trừ luôn số tiền cha ta nợ. Được, vậy thì chúng ta đưa cho Phò Mã 890 vạn là được. Nữa, ta là người ngại phiền phức, nên định trả chậm một ngày. Các ngươi vừa nói trả chậm một ngày tăng mấy lần nhỉ? Trễ một ngày tăng gấp 10 lần. Tốt. Vậy thì 10 lần. Ghi lên, ghi lên. Tốt, tốt, tốt. Phò Mã còn gì nữa không? Không còn. Vậy xin Phò Mã ra ký tên điểm chỉ. Lâm Dương, chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo đầy đủ với công chúa. Dương Nhi, con hồ đồ quá.
Yên tâm đi cha, mọi chuyện đã giải quyết rồi. Chúng ta đi thôi. Giải quyết cái gì chứ? Này Phò Mã Gia, khoan đã. Những cái cần trừ, chúng ta đều đã trừ rồi. Nhưng ngài đừng quên trả lại vốn. Nếu không, 1.000 vạn lượng bạc này, dù có dọn sạch phủ công chúa, nghe rằng cũng không trả nổi đâu. 1.000 vạn gì chứ? Ta đã trả hết cho ngươi rồi còn gì. Lâm Dư, đen trắng rõ ràng trên giấy trắng mực đen, viết rõ ràng rành mạch. Ta tổng cộng cho ngươi vay 100 cái 10 vạn. Ngươi định quỵt nợ à? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đứng sau ta, không phải ngươi có thể đắc tội được đâu. Tiền lão bản, ta quả thật đã vay ngươi 1.000 vạn, nhưng ngươi cũng đã trừ của ta 1.000 vạn. Nói bậy, thật, ta trừ đó là 100 vạn tiền lãi. Tiền lão bản, đen trắng rõ ràng trên giấy trắng mực đen, ngươi không định nhận nợ sao? Hay là ngươi về tính lại đi. Ta tính thế nào cũng ra 100 vạn. Mỗi 10 vạn trả 1 vạn tiền lãi. Này, trả chậm 1 ngày tăng gấp 10 lần. Trả chậm 1 ngày là 1.000 vạn. Không đúng, không đúng. 10 vạn trả 1 vạn tiền lãi, phạt gấp 10 lần. 1.000 vạn. Không đúng, ngươi chưa trả ta vốn. Ngươi, ngươi dám lừa ta. Tiền lão bản, 1.000 vạn của ngươi ta đã trả rồi. Nhưng đừng quên, ngươi còn nợ ta 890 vạn. Đen trắng rõ ràng, ngươi đã ký tên điểm chỉ, không chạy đâu được. Dù ngươi đã trả vốn, ngươi vẫn chưa trả ta tiền lãi. Tiền lãi của 1.000 vạn là 100 vạn. Vậy thì trừ từ số tiền ngươi nợ ta 890 vạn này, ngươi vẫn còn nợ ta 790 vạn. Tiền lão bản, ngươi không định nhận nợ chứ? Ta cũng có người đứng sau đấy. Công chúa, chính là người mà ngươi không thể đắc tội đó. Sao lại thành ta nợ ngươi hơn 700 vạn. Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử, bên ngoài thế nào? Tên ngốc Lâm Dương đó đã ký tên điểm chỉ chưa? Nợ hơn 700 vạn. Hơn 700 vạn. Vậy là xong rồi. Ta sẽ đi báo cáo với phụ hoàng ngay. Không phải, nhị hoàng tử, là tiền trang chúng ta nợ hắn hơn 700 vạn. Ngươi nói cái gì? Lâm Dương, đừng quá đáng. Chẳng phải là nhị hoàng tử sao? Thì ra tiền trang này là của ngài à? Vậy ngài đến đúng lúc lắm. Tiền trang của ngài nợ ta 790 vạn. Mau trả tiền đi. Lâm Dương, món nợ của cha ngươi, ta có thể bỏ qua, xóa sổ. Chuyện này đến đây là kết thúc. Khi ngươi bảo ta viết giấy nợ, sao không nghĩ đến việc kết thúc? Ta không đồng ý. Lâm Dương, đừng không biết điều. Ngươi nghĩ số tiền ở đây, ngươi lấy được sao? Nếu lấy không được, vậy ta sẽ bảo vợ ta dẫn Đại Tuyết Long Thị đến, đòi nợ ngươi. Nợ nần phải trả. Lẽ thường tình, đây là lời ngươi nói đấy. Lâm Dương, ngươi hôm nay cố ý muốn đối đầu với ta phải không? Rốt cuộc ai là người khơi mào chuyện này? Nhị hoàng tử tự biết rõ. Hôm nay nói thẳng ra, tiền trả cũng phải trả, không trả cũng phải trả. Lâm Dương, ngươi là cái thá gì mà dám đe dọa ta? Chỉ là một tên phò mã, thật sự tưởng mình đã bay lên cành trở thành phượng hoàng rồi sao? Làm phò mã thật không tệ nhỉ. Vậy ta sẽ cắt lưỡi ngươi, chặt tay chân ngươi, xem ngươi còn làm phò mã thế nào. Hoa Quang, ngươi dám? Ta có gì mà không dám chứ? Tránh ra, hắn là võ quan tứ phẩm, ta đánh không lại hắn. Lâm Dương, mau chạy đi. Công chúa, vợ ta đến rồi. Hoàng tỷ, sao tỷ lại đến đây? Nếu ta không đến, e rằng sẽ chỉ thấy xác của phò mã thôi. Vợ, hắn nợ tiền ta, còn muốn giết ta. Nàng xem, hắn nợ ta hơn 700 vạn.
Tốt lắm, Triệu Thừa Vũ. Ngươi thật sự có bản lĩnh rồi. Là hoàng tử mà dám dính vào cho vay nặng lãi. Ngươi có biết ngươi đã phạm luật đại thuấn không? Còn nợ tiền không trả, thật là làm mất hết thể diện hoàng gia. Nếu ta tâu chuyện này lên phụ hoàng, ngươi nhất định sẽ định tội ngươi. Vậy ngươi muốn thế nào? Phò mã, ngươi muốn làm sao? Trả tiền 790 vạn, không thể thiếu một xu. Ta không có nhiều tiền như vậy. Vậy có bao nhiêu trả bấy nhiêu, số còn lại viết giấy nợ. Nghe rõ chưa? Biết rồi. Người đâu? Vào trong, lấy hết tiền ra đây. Điện hạ, trên tài khoản tiền trang chúng ta chỉ còn 400 vạn. Chỉ còn nhiêu đó thôi. Này, ta thấy tiền trang này của ngươi không tệ. Hay là gắn nó cho ta đi. Tính cho ngươi 50 vạn. Ngươi. Được. Sau này đừng để ta biết ngươi còn tiếp tục làm chuyện như thế này. Phi Sương, trước tiên đưa cụ già về nhà. Vâng, chúng ta đi thôi. Này nàng, ta đến đây. Điện hạ, tại sao Lâm Dương lại giỏi tính toán vậy? Ngươi ở cùng hắn 3 năm mà ngay cả điều này cũng không biết sao? Ta thật sự không biết. Là như thế này. Đồ vô dụng, cút đi. Lâm Dương, ta sẽ phanh thây ngươi. Công chúa, sao nàng biết ta ở tiền trang vậy? Nàng đang lo cho ta à? Phò mã thật là có bản lĩnh, có thể làm Triệu Thừa Vũ tức giận đến mức đó. Bản cung lần đầu tiên thấy hắn mất bình tĩnh như vậy. Ta đã sớm nhìn tên đó không vừa mắt rồi. Lần này là hắn tự đưa tới cửa, đừng trách ta nhé. Này công chúa, đợi chút, ta mang cho nàng chút đồ tốt. Này công tử, được lắm, khá có đầu óc kinh doanh nhỉ. Nhanh chóng mở cửa hàng rồi. Bán cho ta 2 chai, ngài cứ lấy đi ạ. Đây vốn là công thức ngài cho ta, ta đâu dám lấy tiền của ngài. Được, vậy cảm ơn nhé. Tự tâm quán, hương tân tân dung. Này công chúa, ta đến đây. Người quang minh chính đại như ân công, chỉ có công chúa mới xứng đáng thôi. Công chúa, đợi ta với. Rượu này còn hơn cả rượu cống trong cung. Đây là rượu ta dùng, công thức tuyệt hảo của ta nấu ra. Đương nhiên là khác biệt. Biết ngươi có tài năng xuất chúng, không ngờ ngươi còn biết nấu rượu. Trên thế giới này, mọi kỹ thuật, không có gì ta không làm được. Nếu ngươi có thể xử tính tự đại này, bản cung sẽ vui lòng hơn. Công chúa, tự tin chỉ là một trong những phẩm chất ưu tú của ta thôi. Phẩm chất gì? Ví dụ như cực kỳ hay thủ dai. Những kẻ dám chọc giận ta, ta sẽ khiến họ tự chuốc lấy hậu quả. Lâm Dương, ngươi, ai cho ngươi gan dám động tay với mẹ ta? Chuyện gì vậy? Bà ấy tự ngã, chẳng phải vì ngươi chặn bà ấy ở ngoài cửa sao? Không cho bà ấy vào, mẹ ruột ta đến thăm ta, lẽ nào còn cần sự đồng ý của ngươi? Lạc Hà, tình hình này có đúng không? Công chúa, thuộc hạ cũng chỉ lo lắng kẻ xấu xâm nhập vào phủ công chúa, vì thận trọng nên mới chặn bà ấy lại, chỉ lần này thôi. Đừng để tái phạm. Mẹ của phò mã cũng như trưởng bối của phủ công chúa phải đối đãi lễ phép, nếu còn tái phạm, đánh 40 trượng. Thuộc hạ hiểu rồi. Phò mã, nếu ngươi vẫn chưa hài lòng, có thể nói ra, bản cung sẽ xử lý công bằng. Vậy nhìn mặt công chúa, ta cũng không so đo với hắn nữa. Đa tạ phò mã. Phò mã, Triệu Thừa Vũ tâm địa hẹp hòi, nhất định sẽ trả thù. Thấy ngươi hại hắn đến mức này, e rằng sẽ bị báo thù điên cuồng. Phi Sương sức không đủ. Vậy từ hôm nay, để Lạc Hà đi theo ngươi. Hắn theo ta làm gì chứ? Một người đàn ông to xác có thể đổi thành mỹ nữ không?
Thôi đừng cãi nữa, cứ làm theo lời bản cung. Triệu Thừa Vũ gần đây có công cứu trợ thiên tai, hiện đang được sủng ái, ngay cả bản cung cũng phải tránh mũi nhọn của hắn. Dạo này ngươi an phận một chút, đừng gây chuyện nữa. Công chúa yên tâm, ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Ngươi nếu phạm ta, ta sẽ khiến họ chết. Tên vô dụng Lâm Dương đó lại lừa đi của ta nhiều tiền như vậy, gần như toàn bộ gia sản của ta đều bị hắn lừa mất rồi. Lâm Dương, mẹ kiếp hắn, ngươi nói tên ngốc này sao lại như hồn ma bám giết thế, nhất định phải giết hắn. Rượu này là công thức của tên nhỏ Lâm Dương, đây là loại rượu ngon gần đây đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, chính là cô gái bán rượu kia đang bán. Đây không phải là em gái của con tiện nhân đó sao? Sao? Ngươi quen à? Chính là cô ta, trước đây ta đã chơi đến chết, đầu định chơi cả hai chị em hoa này, nhưng lỡ tay giết chết một người, để cô ta chạy mất. Ngươi nói xem, Lâm Dương đưa công thức nấu rượu quý giá như vậy cho cô ta, hai người họ không phải đã gian díu với nhau rồi chứ? Bạch Hiên, ngươi không phải thích chơi đùa phụ nữ nhất sao? Nếu chơi được người phụ nữ của Lâm Dương, liệu Lâm Dương có điên lên không? Đúng, ngươi nói quá đúng. Công chúa bảo ngươi dạo này an phận một chút, sao ngươi còn ra ngoài làm gì? Đại Thuấn sắp xảy ra một chuyện chưa từng có tiền lệ, quyết định lịch sử và tương lai, ta phải chuẩn bị trước. Ngươi một kẻ ăn không ngồi rồi, dù có chuyện xảy ra thì liên quan gì đến ngươi? Buồn cười, có vẻ ngươi rất bất phục ta nhỉ? Để ta đoán xem, có phải vì ta cướp mất vị trí phò mã của ngươi phải không? Lâm Dương, ngươi không xứng với công chúa. Xứng hay không xứng, nàng vẫn là vợ ta. Ngươi chỉ có phần ghen tị thôi. Ngươi, phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Công tử của phủ thừa tướng lại gây chuyện rồi. Vừa rồi có một cô gái bán rượu bị kéo đi mất rồi. Ôi tạo nghiệt à, cô gái đó còn nhỏ quá, mấy ngày trước mới mở cửa hàng, không ngờ lại gặp phải Bạch Hiên. Cái gì? Buông ta ra. Tiểu mỹ nhân, ta chưa từng chơi ai non nớt thế này, để ta hôn một cái nào. Đừng lại gần. Sao vậy? Ta giỏi hơn Lâm Dương nhiều. Năm đó chị ngươi cũng bị ta chơi rất sướng, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Không muốn thử sao? Ngươi đúng là xúc sinh, tính cách cũng khá mạnh mẽ nhỉ, nhưng ta thích. Ngươi, ngươi dám cắn ta. Mẹ kiếp, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi đi gặp chị ngươi. Nguyên Lạc, đừng. Nguyên Lạc, cố lên, ta sẽ chữa trị cho cô. Xương sọ vỡ, làm sao cứu đây, làm sao cứu đây? Tiếc quá Lâm Dương, không thể tận mắt thấy ta chơi đùa phụ nữ của ngươi, thật chán. Lâm Dương, ngươi lại muốn làm gì? Giết người phải đền mạng, ai giết người chứ? Ngươi đừng đổ tội cho ta. Bạch Hiên, ngươi dám nói cái chết của cô ấy không phải do ngươi ép buộc? Ai ép buộc cô ta chứ? Được ta để mắt đến là vinh hạnh của cô ta. Ai bảo cô ta không biết điều, tự mình không muốn sống, liên quan gì đến ta chứ? Bạch Hiên, trong mắt ngươi không có vương pháp sao? Vương pháp ở kinh thành này chính là vương pháp. Mạng của tiện dân này cũng đáng gọi là mạng sao? Lâm Dương,
ta khác ngươi. Cha ta là thủ tướng, ta sinh ra đã là người trên người. Đừng nói một mạng tiện dân, dù là 10, 100 hay ngàn mạng, cũng chỉ là chuyện vẫy tay của ta thôi. Mạng ngươi, lẽ nào đáng giá hơn mạng cô ta sao? Ngươi lấy mạng ta so với mạng cô ta. Đúng rồi, cô ta còn một mẹ già, hay là ta đưa bà ta xuống dưới, để họ đoàn tụ đoàn tụ. Phò mã Lâm Dương, nếu ngươi thương xót cô ta như vậy, ngươi xuống dưới đó đi với cô ta đi, biết đâu ở dưới đó, ngươi còn có thể ngủ với hai chị em này nữa đấy. Sao thế? Muốn giết ta à? Lại đây xem, ngươi dám không? Ngươi chỉ biết dọa người thôi, cho ngươi gan chó ngươi cũng không dám. Có gì mà ta không dám chứ? Giết người rồi. Ngươi điên rồi sao? Lại dám giết Bạch Hiên ngay trên phố. Ngươi không biết hắn là ai sao? Vì mạng sống của một thường dân, liên lụy cả phủ công chúa. Ngươi thật không thể hiểu nổi. Nếu ngươi không phải người của công chúa, ta sẽ giết luôn cả ngươi. Ngươi chờ chết đi. Hoàng thượng, Lâm Dương giết con ta ngay trên phố. Xin hoàng thượng làm chủ cho thần. Phụ hoàng, nhi thần tận mắt chứng kiến. Kẻ này giết người ngay trên phố. Hành vi tàn bạo, cực kỳ hung ác. Tuyệt đối không thể khoan dung. Lâm Dương, ngươi giết con em triều đình ngay trên phố. Có coi hoàng thất đại thuấn ta ra gì không? Hoàng thượng, thần không thấy mình có lỗi. Ngươi to gan thật. Lâm Dương, phụ hoàng, chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm gì chứ? Bao nhiêu con mắt đã chứng kiến, lẽ nào còn có thể nhận nhầm người sao? Đúng vậy, hoàng thượng nếu không xử trí hắn, khó mà an lòng dân. Hoàng thượng, thần đúng là đã giết Bạch Hiên. Không sai, nhưng Bạch Hiên cũng đã ép chết một cô gái. Lẽ nào mạng Bạch Hiên là mạng, còn cô gái kia đáng chết sao? Thừa tướng, có chuyện này không? Tâu hoàng thượng, ngày đó, quả thật có một phụ nữ chết, nhưng cô ta tự sát, không liên quan gì đến con thần. Nhà Bạch các ngươi mặt dày thật. Bạch Hiên trước mặt mọi người xông vào phòng cô gái đó, ý đồ không tốt, thế mà bảo là không liên quan. Đúng, hắn đúng là không giết người, nhưng hắn đã trực tiếp ép chết một cô gái. Đây không phải giết người sao? Ngươi ăn nói bừa bãi. Con ta hoàn toàn không làm nhục cô gái đó, cũng không động tay động chân. Hoàng thượng nguyên minh, xin hoàng thượng trả lại trong sạch cho con thần. Lâm Dương, nếu Bạch Hiên thật sự làm sai, tất nhiên sẽ có pháp luật trừng phạt. Ai cho ngươi quyền ra tay ngay trên phố? Lẽ nào ngươi cho rằng mình không bằng hơn cả pháp luật đại thuấn và có quyền uy hơn sao? Nếu pháp luật có tác dụng, có lẽ ta đã không phải đứng ở đây. Ngươi coi thường pháp luật. Hoàng thượng, thần khẩn cầu hoàng thượng xử tử phò mã, để làm gương, an ủi linh hồn Bạch công tử trên trời. Thần khẩn cầu xử tử phò mã. Hoàng thượng, nếu phò mã không chết, lão thần không cam lòng. Lâm Dương, theo luật pháp nước ta, giết người phải đền mạng. Giờ chấm xử ngươi tử hình, ngươi phục hay không? Ta không phục. Bạch Hiên làm nhiều điều ác, ta giết hắn là thay trời hành đạo. Ta vô tội. Lâm Dương, ngươi to gan thật. Phụ hoàng, Lâm Dương vốn ngu ngốc, tính tình thuần pháp, không quen với pháp luật đại thuấn. Mong phụ hoàng cho hắn một cơ hội. Công chúa không cần cầu xin cho ta, ta làm chuyện gì ta chịu. Hoàng thượng muốn xử trí thế nào, ta cũng nhận. Nhưng ta có lời muốn nói.
dù ngươi biện bạch thế nào, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ta không thể chết, bởi vì đại thống cần ta. Lâm Dương, ngươi cũng quá coi trọng bản thân rồi, còn dám nói đại thống cần ngươi. Giết người ư? Thật là chuyện cười. Dù có giả điên giả dại cũng khó thoát chết. Phải đền mạng cho Hiên Nhi của ta. Tên khốn Bạch Hiên đó có thể sống lâu như vậy, ta còn sống lâu hơn hắn. Triệu Thừa Vũ cũng sắp chết rồi. Nói chuyện nên cẩn thận hơn đi. Ngươi, ta thấy ngươi mới là kẻ khó bảo toàn, dám nguyền rủa ta. Lâm Dương, ngươi nói vậy là có ý gì? Thời gian gần đây, Nam Cảnh có phải mưa lớn liên miên, vũ lục tràn lan, dân chúng lưu lạc, chết chóc vô số không? Đúng vậy, lúc đó nhị hoàng tử được lệnh cứu trợ, nhưng chuyện này đã được giải quyết viên mãn rồi. Không, chuyện này còn lâu mới được giải quyết. Lâm Dương, ngươi có ý gì? Bởi vì Đại Thuấn sắp phải đối mặt với thảm họa chưa từng có, dịch bệnh. Lâm Dương, không thể nói bậy về chuyện này. Không quá 3 ngày, dịch bệnh chắc chắn sẽ bùng phát ở kinh thành. Triệu Thừa Vũ ở Nam Cảnh đã sớm nhiễm phải căn bệnh đó. Đến lúc đó, người chết đầu tiên sẽ là hắn. Và căn bệnh này chỉ ta mới có thể chữa được. Từ xưa đến nay, dịch bệnh là thảm họa diệt thế. Sao ngươi dám bàn luận bừa bãi? Thật là một kẻ điên. Lâm Dương, ngươi hại chết con ta vẫn chưa đủ, còn muốn nguyền rủa ta, khiến đại thống diệt vong sao? Lâm Dương, ngươi dám nói ra lời phản nghịch như vậy? Phụ hoàng, mau hạ lệnh ban tử cho hắn. Thần cũng tán thành. Người đâu, giam Lâm Dương vào thiên lao, 3 ngày sau chém đầu thị chúng. Hoàng thượng Nguyên Minh, Hoàng thượng Nguyên Minh, đừng lo lắng. Thật là một tên ngốc đầu óc có vấn đề. Hoàng tỷ, ta nói, sao tỷ lại thích một tên ngốc như vậy chứ? Chẳng lẽ tỷ hành quân đánh trận đến nỗi đầu óc mê muội rồi? Nhị hoàng tử, ngay sao vậy? Nhị hoàng tử, mau chuyển ngự y. Nhị hoàng tử, mau chuyển ngự y. Chuyện gì vậy? Nhị hoàng tử sao thế này? Tâu hoàng thượng, nhị hoàng tử nhiễm phải dịch bệnh. Cái gì? Phụ hoàng, sao lại nhiễm phải dịch bệnh? Bệ hạ, có báo khẩn từ Tây Nam, báo khẩn từ Đông Nam, kinh triệu phủ báo khẩn về đại dịch. Mau nói cho chậm biết, dịch bệnh này là chuyện gì? Tâu hoàng thượng, dịch bệnh bắt nguồn từ Nam Cảnh, hiện đã lan rộng khắp nơi. Trong Nam Cảnh đã có không ít dân chúng bị ảnh hưởng. Sao lại có dịch bệnh chứ? Lẽ nào thật sự bị tên nhỏ đó nói chúng? Lý Thái Y, dịch bệnh này có cách chữa trị không? Tâu hoàng thượng, từ xưa đến nay, dịch bệnh là bất trị. Mau triệu Lâm Dương. Bái kiến hoàng thượng. Không biết hoàng thượng tìm tên tử tù này có việc gì? Lâm Dương, 3 ngày trước ngươi có phải đã nói đại thuấn ta sẽ bùng phát dịch bệnh? Đúng vậy, ngươi nói ngươi có thể chữa trị dịch bệnh này. Lời này có thật không? Thật. Hoàng thượng, theo ý kiến của thần, đây chỉ là kẻ sắp chết, dễ dụ lần cuối mà thôi, không thể tin được. Muốn chi người này chưa từng học y thuật, làm sao có thể chữa bệnh được? Đúng vậy, hoàng thượng, không thể lấy mạng sống của thiên hạ để đùa giỡn. Rõ ràng bản thân làm không được, lại ngăn cản người khác làm. Rốt cuộc ai đang ngăn cản mạng sống của thiên hạ? Lâm Dương, nếu cho ngươi cơ hội, ngươi dám thử không? Ta dám. Tội khi quân, tội thêm một bậc. Dù sao cũng chết, chi bằng đánh cược một phen. Lâm Dương, ngươi muốn thử thế nào? Ta có một lọ thuốc đây, là thuốc giải cho dịch bệnh. Nếu các ngươi không tin, có thể tìm một bệnh nhân thử một lần sẽ biết.
lúc này biết đi đâu tìm bệnh nhân. Ta thấy Lâm Dương chỉ muốn kéo dài thời gian để sống thêm ít ngày mà thôi. Lẽ nào ngươi sớm biết trước Đại Thuấn sẽ có dịch bệnh nên đã chuẩn bị thuốc của ngươi từ trước? Thật đáng cười. Ta quả thật đã dự đoán trước. Thưa tướng đại nhân, lẽ nào sự thật vẫn chưa đủ để chứng minh lời ta nói sao? Ngươi cần gì phải tốn công tìm kiếm? Ngay trong cung chẳng phải đã có một bệnh nhân rồi sao? Người công chúa chỉ chắc không phải là nhị hoàng tử. Nhị đệ hiện đang nguy kịch, đã có thuốc chữa bệnh, sao không đưa cho hắn uống ngay đi? Công chúa không thể làm vậy. Thuốc trong tay Lâm Dương lai lịch không rõ ràng. Nhị hoàng tử quý giá ngàn vàng, làm sao có thể uống loại thuốc không rõ nguồn gốc này? Công chúa làm quyết định này, chẳng lẽ muốn đưa hoàng tử vào chỗ chết sao? Vậy theo lời thừa tướng, thuốc của phò mã nên thử thế nào? Nhị hoàng tử là người quý tộc cao sang, làm sao có thể uống thứ không rõ lai lịch như vậy? Theo ý lão thần, thuốc này tùy tiện tìm một thường dân để thử là được rồi. Có gì đáng lo? Lọ thuốc này, ta lấy cái đầu trên cổ để đảm bảo. Và chỉ có một lọ. Nếu đưa cho người khác, các ngươi chắc chắn nhị hoàng tử có thể sống đến lúc có thuốc không? Ai biết uống thuốc của ngươi xong liệu có trở nên nghiêm trọng hơn không? Đã như vậy thì để nhị hoàng tử uống đi. Hoàng thượng không thể làm vậy. Ý chấm đã quyết. Thừa tướng không cần nói thêm. Lâm Dương, nếu ngươi có thể chữa khỏi cho nhị hoàng tử, sẽ ghi công lớn cho ngươi. Nếu không chữa được, sẽ chém cửu tộc của ngươi. Được. Lời vua đã nói không thể rút lại. Nhị hoàng tử sốt cao không hạ, khó thở, người nổi ban đỏ liên tục. Phò mã ra không bắt mạch không hỏi bệnh, lấy ra một lọ thuốc từ hư không mà có thể chữa khỏi nhị hoàng tử. Y thuật này lão phu chưa từng nghe qua. Một lát nữa ngươi sẽ biết thế nào là kỳ tích y học. Bệ hạ, hắn đang mưu hại hoàng tử. Lâm Dương, ngươi dám lừa dối vua sao? Đừng nóng vội. Vừa mới uống thuốc xong, thuốc vừa mới phát huy tác dụng, sẽ có hiệu quả ngay thôi. Đến lúc này rồi, ngươi còn cứng miệng. Người đâu, bắt hắn cho ta. Tiêu bệ hạ, nhị hoàng tử đã hết sốt rồi. Đây thật sự là kỳ tích. Sao có thể như vậy? Tâu bệ hạ, bệnh tình của nhị hoàng tử đã thuyên giảm nhiều, hiện tại đã tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tốt quá rồi, thần dân Đại Thuấn có cứu rồi. May mà thuốc này có tác dụng, công thức tìm được không sai. Lấy tên cho Triệu Thừa Vũ để thử thuốc, cũng coi như tạo phúc cho bách tính rồi. Tốt lắm, trời phù hộ Đại Thuấn ta. Lâm Dương, chấm sẽ trọng thưởng cho ngươi. Bệ hạ khoan đã, kẻ này đã có thuốc từ lâu, nhưng giờ mới đưa ra, không biết đã gây ra cho Đại Thuấn bao nhiêu tổn thất. Kẻ này có ý đồ xấu. Bệ hạ khoan đã, kẻ này đã có thuốc từ lâu, đến giờ mới ra mặt, không biết đã gây ra cho Đại Thuấn ta bao nhiêu tổn thất. Thật sự là có ý đồ xấu. Này thừa tướng, chữa bệnh không giống như người nói, chỉ cần lắp bắp miệng một cái là có thể chữa khỏi đâu. Chỉ một lọ thuốc này đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực của ta, tài lực và vật lực. Nếu ngươi nghĩ ngươi có thể chữa thì ngươi tự làm đi. Ngươi, Lâm Dương, chấm phong ngươi làm Trần Tế An phủ sứ, quan từ nhất phẩm khâm sai đại thần, thống lĩnh thái y viện, toàn lực chữa trị dịch bệnh. Công chúa dẫn quân hỗ trợ, không được sai sót. Vâng, thần tuân chỉ. Có thuốc của ngươi, dịch bệnh đã được kiểm soát rất tốt. Lâm Dương, đây đều là công lao của ngươi, là nhờ công chúa dẫn quân đưa thuốc này đến khắp nơi. Nếu không dùng có thuốc này, thiên hạ cũng sẽ chết oan không ít người. Không, Lâm Dương, nếu không có ngươi,
Đại Thuấn sẽ không có ngày hôm nay. Lo âu trong ngoài. Lần dịch bệnh này lại là một đòn nặng nề. May mắn có thuốc của ngươi mới có thể cầm cự được. Chỉ là con đường phía trước sẽ rất khó đi. Là quốc khố hết tiền rồi phải không? Lần trước ta không phải đã lừa được tiền từ tiền trang của nhị hoàng tử sao? Lấy từ đó đi. Lâm Dương, đó là tiền của ngươi. Dùng cho dân. Đây là thần dân mà ngươi coi trọng. Có thể làm ngươi vui. Cái này có là gì? Lâm Dương, ta thay mặt dân chúng nói lời cảm ơn ngươi. Không có gì đâu. Thật là kẻ mượn oai hùng. Nếu không dựa vào thế lực của công chúa, ngươi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Vì một thường dân mà giết người giữa phố, không biết xấu hổ. Thật là làm mất mặt phủ công chúa. Lạc Hà, quỳ xuống cho ta. Công chúa, thần, ta bảo quỳ xuống. Từ hôm nay, ngươi không cần phải ở bên cạnh ta nữa. Tự đi nhận phạt đi. Rồi đến ấp châu. Công chúa, tại sao? Lâm Dương là phò mã của ta, cũng là chủ nhân của ngươi. Có đáng phạt không? Đáng phạt. Ta ra lệnh cho ngươi bảo vệ Lâm Dương. Ngươi làm trái lệnh, tự ý rời bỏ nhiệm vụ. Có đáng phạt không? Đáng phạt. Ngươi xuất thân bình dân, theo quân nhiều năm, nhưng lại coi thường dân thường. Có đáng phạt không? Đáng phạt. Sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Vâng. Công chúa. Điện hạ, thời gian qua ngài ốm nằm nghỉ, nên không biết công chúa và Lâm Dương phối hợp ăn ý thế nào. Lâm Dương chế thuốc cứu chữa dân chúng, công chúa dẫn quân dẹp loạn. Chỉ trong nửa tháng đã kiểm soát được dịch bệnh. Hiện nay dân chúng đều ca ngợi công chúa và Lâm Dương. Hoàng thượng cũng khen ngợi không ngớt. Thậm chí còn muốn tổ chức việc khen thưởng hai người. Đúng vậy, điện hạ. Công chúa vốn nắm quyền chỉ huy quân đội, lại thêm được lòng hoàng thượng, được lòng dân, rất bất lợi cho ngài. Điện hạ cần phải sớm đưa ra quyết định. Chẳng lẽ Triệu Tuyết Hà còn muốn trở thành nữ hoàng đế đầu tiên của Đại Thuấn sao? Không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi. Ta hiểu rồi. Đem giấy bút lại đây. Vâng. Nhớ kỹ, phải gửi nó đi nhanh. Vâng, điện hạ. Buổi tiệc lần này chủ yếu là để khen ngợi công lao của phó mã trong việc chữa dịch, là đại công thần của Đại Thuấn ta. Hoàng thượng, quá khen. Thần chỉ là góp chút sức nhỏ. Phò mã nói đùa rồi, nếu không có ngươi, hiện giờ Đại Thuấn ta vẫn còn trong cơn dịch bệnh. Đại Thuấn ta có thể vượt qua nạn diệt vong, đều là công lao của ngươi. Phò mã tuổi còn trẻ, vừa có dũng vừa có trí, thật là tấm gương cho chúng ta. Hiện nay Đại Thuấn ta thái bình thịnh thế, đều nhờ vào sự lãnh đạo của Hoàng thượng. Thần xin kính Hoàng thượng một chén, các khanh cùng uống. Báo tâu bệ hạ, tin khẩn từ ấp châu 800 dặm Bắc Nhung 80.000 kỵ binh đột phá biên giới, liên tiếp phá Kỳ Châu, Định Châu, ấp châu ba thành, mũi nhọn quân đội chỉ thẳng kinh đô. Cái gì? Tâu bệ hạ, thái tử Bắc Nhung Ô Liệt dẫn đoàn sứ giả Bắc Mạc vào kinh. Thái tử Bắc Nhung Ô Liệt đã đến ngoài cung môn của trẫm.
Trẫm mới biết chuyện này. Trẫm nuôi nhiều quân mã như vậy, chẳng lẽ nuôi một đám vô dụng sao? Trường công chúa, ngươi có biết tội không? Kỳ Châu, Bắc Châu, Định Châu đều là nơi ngươi đóng quân, giờ bị người ta dễ dàng chiếm đoạt, là tội thất trách. Thần xin bệ hạ trừng phạt. Ai cho ngươi cái mặt trừng phạt vợ ta? Nếu không phải các ngươi bày mưu gọi nàng về đây, nàng có thể rời khỏi biên cương sao? Trong thời kỳ dịch bệnh, nếu không phải nàng dẫn Đại Tuyết Long Kỵ, các ngươi có thể sống yên ổn sao? Ai cho các ngươi cái mặt trừng phạt vợ ta? Phò mã không thể nói như vậy. Chẳng lẽ những người trấn thủ biên cương không phải là quân do tỷ tỷ huấn luyện sao? Biên cương thất thủ, chứng tỏ tỷ tỷ vô năng trong việc chỉ huy quân đội. Luận tội, đáng phạt. Nhị hoàng tử nói đúng. Mỗi năm ăn nhiều lương quân như vậy mà ngay cả biên cương cũng không giữ nổi, quả thực nên định tội. Binh lính ăn lương quân, ăn gạo nhà ngươi à? Việc nộp thế thì không làm, việc chiếm tiện nghi thì không thiếu. Kẻ chưa từng ra trận, ngươi, ta nói cho ngươi biết, nhị hoàng tử là cha ngươi, ngay cả đánh giám cũng thơm, đúng không? Ngươi không có suy nghĩ của riêng mình sao? Tất cả im lặng cho trẫm. Đại địch trước mắt, cãi vã ồn ào thành ra thể thống gì? Tâu bệ hạ, thái tử Bắc Nhung Ô Liệt dẫn đoàn sứ giả xin ý kiến. Phải làm sao đây? Phụ hoàng, có lẽ họ có chuyện muốn bàn, chi bằng nghe xem ý định của họ là gì. Kim Khí Nguyên, được, mau mời họ vào. Hoàng đế Đại Thuấn, hậu duệ của Thương Lang Bạch Lộc, xin chào ngài, Vương tử Ô Liệt. Bắc Nhung các ngươi đột kích Đại Thuấn ta là có ý gì? Chẳng lẽ đã quên hiệp ước hòa bình giữa hai nước rồi sao? Mùa đông lạnh giá sắp đến, châu cừu trên thảo nguyên Bắc Nhung cần lương thực. Ba thành của các ngươi còn nước tốt tươi, vừa hay dùng để nuôi châu cừu của chúng ta. Các ngươi quá đáng lắm rồi. Tên này giỏi giả vừa thật. Túc tử Thái Mộng Ô Liệt, ngươi vi phạm hiệp ước, xâm phạm biên cương ta, ta khuyên ngươi lập tức rút quân, trả lại ba thành cho ta. Nếu không, ta sẽ đích thân dẫn Đại Tuyết Long Kỵ sang phẳng doanh trại Bắc Nhung các ngươi. Lớn mật, sao dám nói chuyện với Vương tử Ô Liệt như vậy, làm mất lễ nghi của Đại Thuấn. Mau xin lỗi Vương tử đi. Công chúa, lâu rồi không gặp, nàng càng ngày càng xinh đẹp. Tên man di này chẳng lẽ thích vợ ta? Vương tử Ô Liệt, các ngươi muốn thế nào mới rút quân? Tướng sĩ thảo nguyên của ta khao khát chinh chiến, khao khát lương thực. Đại Thuấn này là nơi tốt, ta không ngại biến nó thành lãnh địa của Bắc Nhung chúng ta. Cuồng vọng, chúng ta hiện không có thời gian chuẩn bị, lấy gì để chống lại Bắc Nhung xâm lược? Hoàng thượng, Bắc Nhung nhiều lần xâm phạm đều bị trưởng công chúa dẫn quân đánh lui. Có công chúa ở đây, chúng ta sợ gì chứ? Nơi đóng quân của công chúa đều bị công phá, có vẻ Bắc Nhung này không ai có thể địch nổi. Huống chi chúng ta vừa qua dịch bệnh, quốc khố trống rỗng, tướng sĩ và bách tính cũng không còn sức chịu đựng chiến tranh nữa. Hoàng thượng, thần cho rằng Đại Thuấn hiện không chịu nổi chiến loạn, xin hoàng thượng lấy dân làm trọng. Vương tử Ô Liệt, trẫm sẽ ban tặng ba vùng Ấp Châu cho Bắc Nhung, thế nào? Phụ hoàng, ba vùng Ấp Châu có hàng chục vạn con dân Đại Thuấn, nhiều năm qua chịu được sự quấy nhiễu của Bắc Nhung, thế chết không hàng, sao người có thể dâng họ cho giặc? Nếu như vậy, khai chiến còn hơn. Lớn mật, Triệu Tuyết Hà, kỳ to gan thật, dám phản đối quyết định của phụ hoàng. Đúng vậy công chúa, ngươi chỉ biết chiến đấu, không biết một cuộc chiến tranh tốn kém bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực. Hơn nữa hiện vừa qua dịch bệnh, tướng sĩ trong quân yếu ớt, không thể tiếp tục chiến đấu.
muốn chi quốc khố trống rỗng, ngay cả lương thảo cũng không chuẩn bị nổi. Đúng vậy công chúa, nếu ngươi thật sự thương dân như con, thì nên biết lấy bỏ. Ba vùng ấp châu dân số không nhiều, đại thuấn ta còn hàng trăm vạn dân, ngươi nỡ để họ chịu chiến loạn sao? Đúng vậy. Ta Vương Tử Ô Liệt, ba châu này tặng cho Bắc Nhung, ý ngài thế nào? Ba châu không đủ, phải năm châu. Ngươi, năm châu thì năm châu. Vương Tử, giờ ngươi hài lòng chưa? Đây là thành ý của đại thuấn các ngươi sao? Chưa đủ. Hay là sang năm lại tiến công Bắc Nhung? 100 vạn lượng bạc trắng được không? 100 vạn lượng cũng chỉ là tăng một thành thuế mà thôi. Đại thuấn chúng ta vẫn lấy ra được. Đúng đúng đúng. Tăng thuế dân để cầu hòa. Các ngươi mặt dày thật. Chứ còn sao nữa? 100 vạn lượng bạc đổi lấy an nguy của cả nước, chẳng lẽ không đáng sao? Đúng vậy. Vương Tử Ô Liệt, các ngươi còn muốn gì nữa? Con cháu Bắc Nhung chúng ta ít ỏi. Phụ nữ đại thuấn này vừa hay dùng để sinh sôi nảy nở. Vậy đại thuấn ta mỗi năm sẽ chọn ra hơn 1000 thiếu nữ đến tuổi, gửi sang Bắc Nhung, kết duyên với dân Bắc Nhung. Ý ngài thế nào? Triệu Thừa Vũ, không tệ, nhưng ta còn muốn thêm một người. Ai? Nàng. Ai? Nàng. Ngươi nói gì? Mỗi điều này ta đều không đồng ý. Ta chấn thủ biên cương nhiều năm, hiểu rõ dân Bắc Nhung hung tàn man dợ, coi thường dân ta như hạng thấp kém. Thiếu nữ chửi sang đó chỉ trở thành nô lệ, bị đối xử như súc vật, đem dân làm hàng hóa bán đi, chỉ để đổi lấy tạm yên ổn. Việc này ta không thể làm được. Sao thế, hoàng tỷ? Chẳng lẽ tỷ có cách tốt hơn để Bắc Nhung rút quân? Chẳng lẽ tỷ muốn thấy đại thống diệt vong ngay hôm nay sao? Tỷ không sợ trở thành tội nhân muôn đời sao? Công chúa quá liều lĩnh rồi. Những điều khoản này cũng là vì dân đại thuấn mà suy nghĩ. Nước mất nhà tan, dân thường ngay cả mạng cũng không giữ được, nói gì đến nhân quyền, quốc thái. Đúng vậy, công chúa, hy sinh cái nhỏ để thành tựu cái lớn, đây mới là lựa chọn đúng đắn. Phải, 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 ta nhịn các ngươi đã lâu rồi. Lũ bán nước cầu vinh, chẳng lẽ các ngươi không có vợ con gái sao? Nếu vợ các ngươi, con gái các ngươi cũng bị người ta biến thành nô lệ, các ngươi còn có thể nói năng hùng hồn như vậy sao? Ngươi là cái thứ gì? Ta là phò mã của công chúa. Im miệng. Ở đây có phần ngươi nói chuyện sao? Những người có mặt đều là trọng thần, ngươi là cái thá gì? Phò mã ra cứ ngồi xuống đi. Người non nớt như ngươi làm sao hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh? Nhưng ít nhất ta hiểu, phẩm giá chỉ nằm trên lưỡi gươm, chân lý nằm trong tầm bắn của cung tên mạnh. Ít nhất ta hiểu, quốc gia quỳ gối cầu xin chỉ đáng bị người ta giẫm dưới chân. Trẻ con non nớt chỉ biết nói mồm. Kỵ binh Bắc Nhung, ngươi dũng thiện chiến, một chọi người, hoàn toàn không phải lực lượng đại thống có thể địch nổi. Các ngươi còn có chút tự biết mình nhỉ? Hoàng đế đại thuấn, nếu ngươi muốn ta rút quân ngay bây giờ, ta còn phải thêm một điều kiện nữa. Điều kiện gì? Ta muốn cái đầu của hắn. Tốt, việc này đơn giản. Người đâu? Giết Lâm Dương. Đúng, giết đi. Ta xem ai dám. Đại thuấn ta lấy võ lập quốc, định đô đến nay 300 năm, không ngờ hiện giờ trên triều đường toàn là một lũ nhát gan, yếu đuối, đám không có khí tiết,
Lâm Dương, ngươi chỉ là kẻ bình thường không có võ công, trong võ thí đã nhận thua, có tư cách gì nói những lời như vậy? Đúng vậy Lâm Dương, nếu ngươi giỏi như vậy, sao không trực tiếp ra tay, chỉ biết nói mồm? Có tài cán gì? Đúng vậy, được thôi, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là đàn ông thực sự. Nghe nói ngươi là dũng sĩ số 1 Thảo Nguyên, vậy chọn ngươi đi, so tài với ta một trận. Lâm Dương, ngươi điên rồi sao? Yên tâm, ta khi nào làm nàng thất vọng chứ? Không sao, chỉ một tên công tử bột như ngươi mà muốn chết, ta chịu ngươi. Ô Liệt là võ quan nhất phẩm, sức mạnh vô biên, e rằng chỉ một đấm có thể đánh hắn thành thịt nát. Trong lãnh thổ Đại Thuấn, hoàn toàn không có ai là đối thủ của Ô Liệt. Dù Lâm Dương có muốn dùng mưu kế, trước sức mạnh tuyệt đối cũng sẽ bị nghiền nát. Thanh đao này của ta đã chém giết hơn 1000 binh sĩ Đại Thuấn, chặt đứt hơn 500 cái đầu. Đầu ngươi là cái rẻ mạt nhất trong số đó, hay là thế này, ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Nói nhảm nhiều quá, lại đây chịu chết đi. Vương tử, Ô Liệt, chết rồi, sao có thể như vậy được? Vương tử, dám giết vương tử của chúng ta, các ngươi đều chết chắc rồi. Kỵ binh Bắc Nhung ta sẽ tiến vào kinh đô các ngươi trước, san phẳng từng tấc đất Đại Thuấn của các ngươi. Là hắn giết đấy, không liên quan đến chúng ta. Phải, hắn giết đấy, tha cho chúng ta đi. Khói lửa chiếu sáng kinh đô phía tây, trong lòng tự không yên. Lão tử ngọc bội từ biệt cung điện, kỵ binh sắt vây quanh ngươi thành, tuyết tối cửa xé rách, gió nhiều tiếng trống xen lẫn, thà làm bách phu trưởng còn hơn làm một nhà nho. Các tướng sĩ Đại Thuấn của ta hiện giờ đang là lúc sống còn, các ngươi nói cho ta biết, các ngươi muốn chiến đấu đến cùng hay muốn sống nhục nhã? Chiến. Nói hay lắm, đã muốn chiến thì hãy chiến. Ai muốn cùng ta xuất trình đánh lên phía Bắc diệt Nhung? Chiến.